Thì ok, cái lý do Họ mà cũng hơi đúng chắc phải vẫn gọi là huấn mỗi luyện viên là bởi vì mỗi trong cái chương trình này đó họ gọi những các anh chị đó là coach, đó những người huấn luyện viên, tức là những người kèm để giúp đỡ cho những học viên để mà họ thành công trong lớp học nha. Ok, thì ra bây giờ chúng ta xem cái bài số 1 gọi là tin xấu. Đó thì chúng ta sẽ không có nhiều thời giờ để mà học chi tiết. Đúng ra mỗi bài này đó, khi mà tôi dạy trong cái buổi học kinh thánh của chúng tôi là chúng tôi tốn nguyên một buổi 1 tiếng đồng hồ để học, nhưng mà chúng ta đi nhanh qua thôi. Rồi thì các anh chị mỗi tuần khi mà có cơ hội nghe những cái bài đó, nghe cùng lúc với học viên đó, mỗi tuần nghe một bài đó, các anh chị dựa vào trong cái cuốn này đó, cái summary này để mà ôn lại đó, thì tôi tin chắc là các anh chị sẽ thấm rất nhiều đó. Amen. Thành ra cái bài thứ nhất gọi là tin xấu đó, thì nghe thì nó có vẻ trái ngược. Bình thường chúng ta nghe nói về tin mừng đúng không, nhưng mà cái điểm của mục sư Jerry trong cái bài này đó là ông cho chúng ta thấy được cái contrast đó. Thành ra bây giờ tôi xin đọc cái phần đầu để cho các anh chị theo dõi ha. Là phúc âm tức là tin mừng, thì chúng ta đang sống trong một nền văn hóa là nơi mà tin mừng mà chúng ta chia sẻ không còn thích hợp với nhiều người đó. Và khi chúng ta cố gắng để chia sẻ tin mừng thì nó không còn có vẻ là tin mừng nữa, vì đó là nền văn hóa chúng ta không biết tin xấu đó. Tức là khi mà chúng ta chia sẻ tin mừng đó, người ta không có appreciate, người ta không nhận nó là tin mừng. Bởi vì sao? Bởi vì họ không biết tin xấu. Do đó mà chúng ta cần giúp cho họ biết cái tin xấu là như thế nào đó. Lý do chúng ta gặp khó khăn khi giới thiệu tin mừng là vì nhiều người không nhận thấy đó là tin mừng, bởi vì họ không biết tin xấu. Vào một thời điểm ở trong lịch sử của nhân loại đó, thì sự hiểu biết và sự tiến triển trong lối suy nghĩ của con người trong xã hội chúng ta, cũng như trong nhiều xã hội khác trên thế giới của chúng ta, họ đã loại bỏ tin xấu đó. Do đó tin mừng không còn cần thiết, bởi vì nếu không có tin xấu thì tin mừng không còn thích hợp nữa đó. Và trong cái bài này đó thì chúng ta sẽ hiểu tin xấu là như thế nào đó. Thì các anh chị thấy cái phần số 3 La Mã đó nói về sự suy thoái trong thời tiền hiện đại của lịch sử Tây phương đó. Thì trong cái phần này thì mục sư Jerry ông tóm tắt cho chúng ta thấy cái sự tiến bộ của loài người, tiến bộ về khoa học, về nhân văn của loài người. Nhưng mà chính cái sự tiến bộ đó nó khiến cho người ta không còn tin vào cái tin xấu của Chúa nữa. Đó. Thí dụ như là thời Phục hưng là bắt đầu ở nước Ý vào thế kỷ thứ 14 đó, và lan sang phần còn lại của châu Âu. Thì trong cái thời Phục hưng đó, tức là thời Renaissance đó, thì có những bước tiến rất là lớn về văn học, về triết học, về nghệ thuật, âm nhạc cũng như là kiến trúc. Đó. Thì những cái người nghệ sĩ hay là những nhà tư tưởng vào cái thời Phục hưng này đó, họ tôn cao con người và khả năng của con người. Đó. Và từ đó mà ra một cái học thuyết được gọi là chủ nghĩa nhân bản, tức là humanism, chủ nghĩa nhân bản, cho rằng con người là trung tâm của mọi sự vật, là chủ số phận của mình. Đó. Tức là do chính mình quyết định cái số phận của mình và chỉ huy cái tâm hồn của mình. Và sự thay đổi trong lối suy nghĩ này khiến cho sự nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời dần dần suy giảm. Đó, tức là từ những thế kỷ trước, từ mấy ngàn năm trước á, thì người ta tin vào Thượng Đế là đấng tạo dựng nên vũ trụ, và người ta nhờ cậy vào Thượng Đế nhiều. Nhưng mà dần dần khi mà văn minh của loài người bắt đầu tiến bộ đó, thì người ta dựa vào sự khôn ngoan của loài người nhiều hơn. Đó. Rồi chúng ta sang đến phần B là cái thời khai sáng, tức là Enlightenment, bắt đầu vào thế kỷ thứ 17, rồi qua những cái thế kỷ tiếp theo đó. Thì giai đoạn này chứng kiến một sự nhấn mạnh về lý trí, về lý luận và chủ nghĩa cá nhân. Trong khi thời kỳ Phục hưng đó, thì họ vẫn còn thừa nhận Đức Chúa Trời. Đó, tức là vào thế kỷ thứ 14, người ta vẫn còn thừa nhận là có Thượng Đế, có Đức Chúa Trời. Các nhà lãnh đạo trong thời kỳ khai sáng, tức là thời kỳ vào thế kỷ thứ 17 đó, bắt đầu đặt những câu hỏi về sự cần thiết cho sự tồn tại của Thiên Chúa. Họ bắt đầu họ đặt vấn đề là mình đâu cần Thượng Đế nữa. Bây giờ loài người khôn ngoan rồi, đâu cần Thượng Đế nữa. Đó. Đức Chúa Trời đã được miêu tả như là một đấng sáng tạo không còn liên lạc với thế giới do Ngài tạo ra. Và hậu quả là người ta tìm cách khám phá sự thật cho chính mình mà không nhờ cậy Đức Chúa Trời. Đó. Tức là chúng ta thấy được cái sự tiến bộ của khoa học, tiến bộ của y khoa, của những phương diện khác, nó khiến cho người ta dần dần người ta dựa vào con người hơn là dựa vào Thượng Đế.
sang đến thời kỳ kỹ nghệ, tức là Industrial Age, bắt đầu vào thế kỷ thứ 18 ở bên Anh. Thì đó là một thời kỳ bùng nổ của năng suất của con người và tiến bộ. Đó, đánh dấu bằng những phát minh mới, những hàng việc những cái nhà máy sản xuất hàng loạt, đó tức là mass production, rồi máy móc chạy bằng động cơ và nước. Đó, do đó mà tiêu chuẩn của cuộc sống của người ta bắt đầu cải thiện. Đó, mức mức tiến bộ mà người đàn ông cũng như phụ nữ nhìn thấy xung quanh đã khuyến khích họ dựa vào bản thân mình, tìm được hy vọng và sự hướng dẫn. Người ta không còn cảm thấy cần phải nhìn lên Đức Chúa Trời, mà họ chỉ cần nhìn vào chính mình. Đó, tức là chúng ta thấy là cái sự nhờ cậy đó nó dần dần nó chuyển từ nhờ cậy Đức Chúa Trời bắt đầu chuyển sang là bây giờ bắt đầu nhờ cậy nơi chính mình, bản thân mình. Rồi đến giai đoạn thứ tư đó là thời của thuyết Darwin. Thuyết thuyết Darwin bắt đầu vào thế kỷ thứ 19. Thì các lý thuyết về sự tiến hóa theo sự chọn lọc tự nhiên, rồi lẽ thật về sự sáng tạo đã bị khước từ. Người ta không còn cần Đức Chúa Trời để giải thích hay là tìm hiểu về nguồn gốc của thế giới và con người. Sự thay đổi trong lối suy nghĩ đã thuyết phục con người rằng lẽ thật và đạo đức là do con người định nghĩa. À, thế nên chúng ta thấy được cái sự tiến bộ và cái sự thay đổi đó. Đến cái giai đoạn đến cái thời kỳ thế kỷ thứ 19 đó, thì người ta nói là vấn đề lẽ thật là vấn đề luân lý đạo đức là do mỗi người mình quyết định, do con người ta quyết định. Okay. Thì đã bốn giai đoạn lịch sử này dẫn đến hai mô hình khác nhau về lẽ thật, tức là hai cái thế giới quan đối lập nhau, đó hai cái cách nhìn đối lập đối nghịch với nhau. Một một bên đó thì tin là lẽ thật được chính Đức Chúa Trời ấn định cho mọi người, lẽ thật có tính cách khách quan và tuyệt đối. Nếu Đức Chúa Trời đã phán điều nào thì đó là sự thật bất kể ai nói gì. Đó, mọi người thành ra trong cái câu A đó, xin xin mọi người gạch dưới cái chữ khách quan và chữ tuyệt đối. Đó, khách quan và tuyệt đối. Okay. Khách quan có nghĩa là bất luận là chúng ta tôi bất luận tôi suy nghĩ như thế nào, nhưng mà cái lẽ thật của Chúa đó là lẽ thật objective, khách quan, tức là nó vẫn đúng như thường cho dù tôi không thích. Tôi lấy thí dụ như thế này, lấy thí dụ như là cái về vấn đề sức hút trái đất, cái định luật về sức hút trái đất ha, định luật sức hút trái đất, thì đó là một cái định luật mà cho dù tôi không thích đi nữa đó thì cái định luật đó nó vẫn có hiệu quả. Đó, cho dù tôi không tin về định luật sức hút trái đất thì cái định luật đó nó vẫn có hiệu quả. Bây giờ một người mất trí, theo một người như là một người crazy, một người điên khùng mất trí, không biết hay là không có tin vào định luật sức hút trái đất, mà người đó mà đứng ở trên trên lầu mà nhảy ra đó thì sẽ bị sức hút trái đất hút. Đó, thành ra cái định luật sức hút trái đất đó nó có tính cách là khách quan, bất chấp cái người đối, bất chấp chúng ta có tin hay không, nó vẫn đúng. Đó, và nó là tuyệt đối. Đó, có nghĩa là luôn luôn đúng. Đó, bất luận là cái thời điểm nào, cách đây mấy ngàn năm hay là trong tương lai, hay là ở bất cứ một cái địa phương nào, cho dù là ở Phi Châu hay là ở bên Việt Nam, ở Trung Quốc, thì cái định luật đó nó vẫn đúng như thường. Đó, thí dụ như là về định luật sức hút trái đất chẳng hạn, thì cái sức hút trái đất đó nó vẫn đúng ở Việt Nam, ở Phi Châu, ở Mỹ, bất cứ địa phương nào trên trái đất này thì đều có cái định luật đó hết. Okay. Thành ra cái thế giới quan, cái quan điểm thứ nhất đó là lẽ thật do chính Đức Chúa Trời ấn định. Đó, và nó là khách quan và nó tuyệt đối, cho dù ai tin hay không tin đi nữa thì nó vẫn đúng. Đó là thứ nhất. Rồi cái lẽ thật thứ hai, cái quan điểm thứ hai đó là lẽ thật do cá nhân mỗi người ấn định. Đó, do cá nhân mỗi người ấn định. Lẽ thật này đó có tính cách chủ quan và tùy thuộc vào hoàn cảnh. Đó, thì đang gạch dưới cái chữ chủ quan và gạch dưới cái chữ tùy thuộc vào hoàn cảnh. Đó, tức là sao những người mà họ tin theo cái điều này đó, theo nói là điều đó có thể là đúng đối với bạn, nhưng mà bạn không có quyền để nói với tôi những điều gì mà tôi làm là sai. Đó, đúng không? Tại sao? Tại vì họ họ quan niệm đó là lẽ thật là do cá nhân mỗi người ấn định. Đó, cái điều mà anh cho là đúng đó, nhưng mà chưa chắc gì cái điều đó tôi đã cho là đúng đâu. Thành ra anh không thể nào mà anh nói là cái điều tôi làm là sai, rồi cái điều anh nói mới là đúng. Đó, bởi vì sao? Bởi vì tất cả đều là tùy thuộc vào hoàn cảnh và nó có tính cách chủ quan, có nghĩa là tùy theo mỗi người. À, đó, có người thì xem điều đó là đúng, có người thì xem là sai, có người xem đó là đẹp,
có người xem cái đó là xấu. Thì tùy mỗi người. Okay. Thế là các anh chị thấy đó là từ từ cách đây mấy ngàn năm mà cho đến cái thời kỳ đến thế kỷ thứ 18, 19 đó, thì người ta cái quan niệm người ta về về Thượng Đế, về Chúa đó nó đã thay đổi rồi. Đó, đó. Thành ra là người ta sẽ thì ra chúng ta xuống đến cái phần số 5. Nếu không có lẽ thật tuyệt đối thì không thể có tiêu chuẩn đạo đức. Đúng không? Nếu mà không lẽ thật tuyệt đối, không có tiêu chuẩn đạo đức thì khi mà chân lý tuyệt đối đã bị loại trừ thì tất cả mọi biện luận đều là tùy theo cái bản thân và vì bản thân mình thôi. Người ta sẽ tin những cái điều gì cho ích lợi cho họ đó, bởi vì không có lẽ thật tuyệt đối đó. Lẽ thật tuyệt đối tức là gì, là the absolute truth đó, lẽ thật tuyệt đối. Okay. Thành ra khi đó đó người ta thời trong kinh thánh đó là khi mà ở trong Israel không có Đức Chúa Trời đấy thì mọi người đều làm theo mắt mình cho là phải đó, đúng không? Tức là cái câu đó nói là khi mà ở trong Israel mà không có Đức Chúa Trời nữa đó, người ta không còn tin cậy, không còn thờ phượng Chúa nữa đó, thì lúc đó mạnh ai nấy làm, mọi người đều làm theo mắt mình cho là phải. Thì điều đó nó đang xảy ra trong thế giới chúng ta đang sống ngày nay, khi mà lẽ thật tuyệt đối của Chúa, khi mà Kinh Thánh đã bị loại trừ ra khỏi xã hội rồi đó, thì lúc đó là tòa án, những ông quan tòa đó, mỗi ông quyết định theo ý riêng của mình, rồi chính quyền, rồi những người mà cơ quan hành pháp lập pháp này, họ họ làm theo ý riêng của họ hết đó. Và bởi vì lúc đó không có một cái tiêu chuẩn lẽ thật tuyệt đối, không có, đúng không em? Thành ra chúng ta xuống đến cái phần số 6 đó, mọi người đã quên tin xấu. Tức là tin xấu là gì, là cái bản án và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đối với sự không công chính đó. Bạn cần hiểu rằng kế hoạch của Satan là loại bỏ lẽ thật tuyệt đối ra khỏi những suy nghĩ của con người hiện đại, vì nếu không có lẽ thật tuyệt đối thì không có gì để biện luận với nhau hết đó, đúng không? Không có lẽ thật tuyệt đối. Nếu nếu mà bây giờ tôi lấy thí dụ, nếu mà không có một cái định luật là 2 + 2 = 4 okay, thì làm sao mà chúng ta có thể chứng minh cho người khác được? Có người thì họ tin là 2 + 2 = 5, người thì nói 2 + 2 = 6, người thì nói 2 + 2 = 4, thì cãi nhau mà không có một cái tiêu chuẩn gì để xác định đúng sai hết đó, đúng không? Thành ra y như vậy ngày nay. Ok, y như vậy. Khi mà lời của Chúa đó đã bị loại trừ, ok, thì bây giờ người ta bàn luận với nhau về vấn đề là transgender, đó, tức là những vấn đề mà chuyển giới tính. Đó, thì sẽ có những người họ nói là bây giờ những người mà tin Chúa đó thì nói là bây giờ chỉ có 2 giới tính, Đức Chúa Trời tạo dựng nên chỉ có nam và nữ thôi. Còn những người mà họ đã không tin vào Chúa, đã loại trừ Kinh Thánh rồi, thì họ nói bây giờ đó là cả trăm phái tính khác nhau, mà ai muốn mình có phái tính gì thì cũng được hết á, mà đòi hỏi người khác phải tôn trọng họ đó. Thế nên chúng ta thấy điều đó đang xảy ra ngày nay đó, đang xảy ra ngày nay. Khi mà lẽ thật tuyệt đối của Chúa bị loại trừ thì mọi người đều làm theo mắt mình cho là phải. Amen. Đó, okay. Thành ra đó là cái phần phần kết luận. Chúng ta xuống cái phần kết luận của cái bài bài số 1 ha, là tin xấu đó là nếu bạn không chấp nhận lẽ thật tuyệt đối của Đức Chúa Trời đến từ lời của Ngài, nếu bạn không ăn năn và đến với Ngài để tiếp nhận con Ngài là Chúa Giêsu, thì bạn sẽ xuống hàng ngục vì tội lỗi của mình. Đó là tin xấu đó, đó là tin xấu mà thế gian cần cần biết, đúng không? Đó là thế gian cần biết, mà chúng ta biết là ngày nay đó thì người ta hầu như người ta không còn chú ý, người ta không còn tin vào tin xấu nữa. Chính vì vậy mà khi chúng ta chia sẻ về tin mừng đó thì họ không có nhận đó. Trong khi đó tin mừng đó là gì? Là bạn không cần phải xuống hàng ngục. Đó, loài người không cần phải xuống hàng ngục. Chúng ta cần phải ăn năn tội và chấp nhận lời Chúa là lẽ thật, tức là phải tin vào lời Chúa, tiếp nhận Chúa là đấng cứu chuộc của mình. Đó, thì đó là tin mừng. Thì chúng ta không cần phải xuống hàng ngục và bị trừng phạt nơi hàng ngục. Đó là tin mừng. Okay. Rồi. Ok. Có ai có thắc mắc gì không trước khi chúng ta sang bài số 2? Trong cái phần này. Như vậy mọi người biết, mọi người hiểu ha, tin tin xấu là gì? Tin xấu đó là Đức Chúa Trời là Thượng Đế, là đấng phán xét, và Ngài muốn rằng tất cả mọi người cần phải tin nhận Chúa Giêsu thì tội lỗi sẽ được tha. Đó, còn nếu không đó thì Ngài sẽ trừng phạt ở trong hỏa ngục. Đó là tin xấu. Ok, đó là tin xấu. Còn tin mừng đó là Chúa Giêsu đã đến để cứu chuộc nhân loại. Đó, và ai tin Chúa Giêsu thì sẽ được cứu và không cần phải bị xuống hàng ngục nữa, nhưng mà sẽ được lên thiên đàng. Đó là tin mừng. Okay. Rồi còn cái phần mà hồi nãy chúng ta đi qua về về bốn cái giai đoạn
trong lịch sử Tây phương, mà nó biến chuyển qua những cái sự tiến bộ của khoa học, của kỹ thuật này kia đó, khiến cho loài người dần dần trở nên tự tin, dựa vào sức của con người, dựa vào cái khả năng, dựa vào sự thông minh của con người, mà người ta dần dần người ta loại trừ Chúa ra. Và cho đến ngày nay đó thì chúng ta thấy là họ đã loại trừ cái lẽ thật tuyệt đối của Chúa, không có còn tin vào Kinh Thánh, không còn tin vào Chúa nữa. Do đó mà đúng như trong Kinh Thánh nói đó, khi mà không có Đức Chúa Trời ở Israel đó, thì mọi người đều làm theo mắt mình cho là phải. Okay. Rồi, ok, nếu mà không có ai có thắc mắc gì ha, thì chúng ta sang cái bài số 2. Đó là bài ăn năn thật sự. Bài ăn năn thật sự. Thì cái bài này nhấn mạnh đến cho chúng ta biết về về sự cứu chuộc của Chúa. Đã, sự cứu chuộc của Chúa là không phải là qua một cái là một người nào đó, qua một lần cầu nguyện tiếp nhận Chúa, xong rồi sau đó muốn sống làm sao thì sống, không phải như vậy. Thì đó đó không phải là ăn năn thật sự. Đó không phải ăn năn, bởi vì cái ăn năn thật sự có nghĩa là đời sống của người đó sau đó nó phản ánh đúng với cái điều mà người đó đặt lòng tin nơi Chúa. Ok, thì đó các anh chị giờ ra sang trang số 7, giờ trang số 7, cái đầu trang số 7. Okay. Là ăn năn nghĩa là thay đổi đường lối của bạn, là quay lại, là tức là turn around, ngưng làm những việc mà bạn đang làm và bắt đầu làm một điều khác. Đó là ăn năn đó. Ok, đó là ăn năn, tức là chúng ta quay đầu, chúng ta không còn tiếp tục đi theo cái hướng cũ nữa, mà chúng ta đi theo một cái hướng mới. Đó là cái sự ăn năn. Đó, ok. Thì ra trong Matthew. Ok, chắc cần phải mute, chắc cần phải mute Chị Kala, Kala, nói chuyện. mute mute Ok, yeah, all right. Ok, Matthew chương 3, câu 8 ghi như thế này là hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Đó, có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếp sống của chúng ta đã phải thể hiện tấm lòng của chúng ta đã được biến đổi, kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Đó, chứ không phải là một người có thể nói như thế này: à, cách đây 20 năm thì tôi đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa rồi. Đó. Nhưng mà nếu mà sau 20 năm như vậy mà đời sống người đó không có đi theo Chúa, không có một cái dấu hiệu của sự thay đổi gì hết, thì cái sự ăn năn nó không phải là sự ăn năn thật sự. Đó. Thấy không? Thành ra cái bài số 2 này của chúng ta đó, học để mà biết được ăn năn thật sự nghĩa là như thế nào. Đó. Trong phúc âm Matthew chương 3 từ câu 9 đến câu 12 đó, thì sứ đồ thì Giăng Báp-tít rao giảng rằng muốn được cứu chuộc thì bạn cần phải ăn năn, phải ăn năn tội của mình. Đó. À, và Chúa Giêsu cũng rao giảng như vậy: hãy ăn năn vì nước trời đã đến gần. Đó. Ăn năn tội không phải chỉ có nghĩa là xưng nhận Chúa Giêsu là Chúa, nhưng là đặt Chúa Giêsu là Chúa và chủ, và là đấng đưa ra quyết định trong đời sống của chúng ta, và chúng ta thưa với Chúa là từ nay trở đi con sẽ làm bất cứ điều gì Chúa bảo con làm. Đó. Thì đó mới là ăn năn thật sự, đúng không? Các anh chị thấy đồng ý ha? Ăn năn thật sự đó là chúng ta hoàn toàn thay đổi, đổi cái hướng đi trong đời sống, và chúng ta đặt Chúa là Chúa của đời sống chúng ta, và chúng ta sống theo lời Chúa. Đó mới là ăn năn thật sự. Đó. Và ăn năn thật sự không phải là vì chúng ta có thể làm một điều gì tốt lành đủ để cứu chuộc chính mình, nhưng vì những gì chúng ta làm bày tỏ sự thật về lời xưng nhận của mình rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa của đời mình. Đó. Amen. Okay. Có nghĩa là đời sống, nếp sống của chúng ta nó phải phản ánh đức tin của chúng ta, nhưng mà không phải là dựa vào những việc tốt lành, những sự thay đổi đó của chúng ta mà chúng ta nghĩ là vì vậy mà chúng ta được cứu. Không phải như vậy. Đã. Nhưng mà là bởi vì cái kết quả của cái lòng tin của chúng ta nơi Chúa đó, Chúa đã biến đổi đời sống của chúng ta và chúng ta sống theo sự sự biến đổi đó của Chúa. Amen. Đó. Rồi ok, bây giờ tôi xuống về cái thuyết của Calvin, và thuyết của Arminian nói về sự cứu chuộc đời đời. Thì cái phần này đó nó cũng hết sức là hay. Các anh chị nếu mà hôm nay tôi sẽ đi lướt qua, nhưng mà các anh chị về đọc thêm để suy gẫm cái này, để chúng ta thấy được những cái tín lý quan trọng nói về sự cứu rỗi của chúng ta. Ok. Thì ông mục sư Jerry ông nói như thế này: tôi không phản đối hoàn toàn thuyết của Calvin, nhưng tôi sẽ chỉ cho bạn thấy nơi tôi tin rằng Kinh Thánh không ủng hộ một số niềm tin của thuyết Calvin một cách nghiêm túc. Ok, tức là có cái thuyết Calvin này đó, tức là
Hiện giờ đó thì ở trên nước Mỹ này có một số người tin theo cái thuyết của Calvin, họ gọi đó là Reform Theology. Đó, Reform tức là cái thần học và cải cách, thần học cải cách, thì cũng có khá nhiều một số những người nổi tiếng đó họ tin theo cái thuyết này. Okay. Nhưng mà mục sư Jerry hướng dẫn cho chúng ta để mà thấy được là có những cái điểm sai lầm trong cái thuyết này mà chúng ta không nên tin theo. Thì cái thuyết này đã được viết tắt bằng cái năm cái mẫu tự là tulip, là TULIP, tulip. Okay. Tulip là một cái loại hoa, một loại hoa, nhưng mà người ta dùng ghép mẫu tự này để dễ cho chúng ta nhớ đó. Thì cái chữ T đầu tiên đó là total depravity, tức là một cái sự sa ngã hoàn toàn. Đó, một cái sự sa ngã hoàn toàn của nhân loại. Okay. Do hậu quả của sự sa ngã, tức là phạm tội của Adam đó, thì toàn thể nhân loại bị ảnh hưởng. Toàn thể nhân loại đã chết trong những vi phạm và tội lỗi. Tức là con người không thể tự cứu mình. Tức là trong cái sự mà sa ngã, sự tội lỗi mà hoàn toàn nó là như vậy đó. Total depravity, sự xấu xa tội lỗi hoàn toàn như vậy, thì con người không thể tự cứu mình. Và mục sư Jerry nói như thế này: tôi hoàn toàn đồng ý về điểm này. Điều này hoàn toàn đúng. Nói cách khác, bản chất tội lỗi mà tất cả chúng ta đã tiếp nhận từ Adam khiến cho chúng ta hoàn toàn bất lực trong việc tự cứu mình. Hoàn toàn đúng như vậy. Và Kinh Thánh đã nói rõ về điều này. Đó. Tức là loài người chúng ta đều phạm tội, không ai có thể tự cứu mình được. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu mới phải đến để cứu chuộc chúng ta. Thành ra cái điểm điểm số 1 này thì hoàn toàn đúng. Cái mà total depravity, hoàn toàn sa ngã. Nhưng mà cái điểm thứ hai là viết tắt bằng chữ U, có nghĩa là unconditional election, là sự lựa chọn vô điều kiện. Đó. Thì cái thuyết của Calvin giải thích như thế này: vì con người đã chết trong tội lỗi nên không thể tự mình đáp lại Đức Chúa Trời. Đó, đã chết trong tội lỗi rồi. Đó, tức là dead spiritually thì không thể nào đáp ứng lại với Chúa được. Do đó, trong cõi vĩnh hằng, Đức Chúa Trời đã chọn một số người nhất định nào đó để được cứu rỗi. Đó. Thì đã ở trong này đã có nói về cái sự lựa chọn, tức là election, và sự tiền định, có nghĩa là predestination. Đó. Lựa chọn có nghĩa là Chúa chọn một số người để mà những người đó được cứu, và tiền định có nghĩa là Chúa đã quyết định sẵn rồi. Predestination, Chúa đã định sẵn trước như vậy rồi, một cách là vô điều kiện. Quyết định đó không dựa trên sự đáp ứng của con người. Nói cách khác, nếu quay trở lại thời trước Adam và Eva, Đức Chúa Trời đã nhìn và chọn một số người nhất định trên trái đất để được cứu, thì chính những người đó sẽ được cứu cho dù họ có thích hay không. Okay. Tức là Chúa chọn một số người mà cũng giống như là tôi lấy thí dụ như là bây giờ nếu chúng ta đi, chúng ta chọn là chúng ta mua 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 tôm hay mua cá, cái chúng ta chọn con cá này, chúng ta bắt, chúng ta bỏ vô rổ, chọn cá này bắt vào rổ, mà con cá đó nó không thể cưỡng lại được. Nó không thể chống đối được. Okay. Thì đó là cái cách giải thích trong cái thuyết này đó. Nào. Okay. Tức là Đức Chúa Trời đã nhìn trước, đã nhìn thấy trước. Okay. Từ trong cõi vĩnh hằng, trước khi sáng tạo nhân loại đó, Chúa đã chọn một số người nhất định trên trái đất này để được cứu, thì chính những người đó sẽ được cứu cho dù họ có thích hay không. Dù muốn hay không, họ sẽ được cứu, bởi vì Chúa chọn như vậy là xong rồi. Đó. Thì mục sư Cherry nói là tôi không đồng ý với cái phần cuối. Đó, và xem thí dụ như là trong Giăng chương 3 câu 18, 16. Chúng ta biết cái câu này, Giăng chương 3 câu 16 thế này là sao? Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy. Thì như vậy rõ ràng là cái câu mà hầu cho hễ ai tin con ấy có nghĩa là sao? Nó tùy theo cái quyết định của mỗi người. Đó, tức là sao? Tức là cái người đó có quyền quyết định là tin Chúa hay chọn theo Chúa hay là khước từ Chúa. Thấy không? Người ta có quyền tự do mà. Trong khi đó cái điểm số 2 của cái thuyết này đó là con người không có chọn lựa được. Nếu mà Chúa đã chọn cái người đó là cái người đó không thể thoát ra được. Ok. Cho dù không muốn đi nữa cũng cũng phải được cứu. Ok. Đó là cái điểm thứ hai. Rồi đến cái điểm thứ ba, đó là viết tắt bằng chữ L, có nghĩa là limited atonement, tức là sự chuộc tội có giới hạn. Đó, vì Đức Chúa Trời đã xác định rằng một số người nhất định sẽ được cứu nhờ sự lựa chọn vô điều kiện của Ngài, nên Ngài xác định rằng Đấng Christ sẽ chỉ nên chết cho những người đã được chọn, tức là cho những người đã được định trước để được cứu. Tất cả những người mà Đức Chúa Trời đã chọn và Đấng Christ đã chết thế cho thì họ sẽ được cứu. Nói cách khác, Chúa Giêsu không chết cho tất cả mọi người
trên thế gian, nhưng mà chỉ chết cho những người mà Đức Chúa Trời đã biết là sẽ được cứu. Và mục sư Jerry nói là tôi không đồng ý với điều đó, vì gần như toàn bộ điểm này, bởi vì nếu nếu mà như vậy đó thì tôi và bạn tin bất cứ cái gì cũng không quan trọng hết, đúng không? Đó, nếu mà Chúa mà đã chọn như vậy rồi, Chúa đã chịu chết chỉ cho những người đó, thì chúng ta bất luận chúng ta tin chúng ta làm gì cũng không có quan trọng nữa, bởi vì Chúa quyết định như vậy. Nhưng mà trở lại Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 hồi nãy, là sao? Là vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, tức là hầu cho bất cứ ai, có nghĩa là trong đó nó tùy theo cái sự tự do chọn lựa của mỗi người, là có người tin và có người không tin, thấy không? Đó. Rồi đến cái điểm thứ tư là viết tắt bằng chữ I, đó là irresistible grace, tức là ân điển không thể cưỡng lại được, tức là một khi mà Chúa đã ban ân điển để cứu một cái người nào đó, người đó không thể chống cự lại được. Đó. Đức Chúa Trời kéo đến với Ngài những người mà Ngài đã chọn, và Đấng Christ đã chết thế cho qua ân điển không thể cưỡng lại. Ngài làm cho con người sẵn sàng đến với Ngài. Khi Chúa gọi thì con người đáp lại và bạn không có sự chọn lựa. Đó. Nhưng phân đoạn mà chúng ta vừa đọc ở đó trong Matthew chương 22 từ câu 1 đến câu 14 thì đi ngược, nói ngược lại với điều này. Matthew chương 24 câu 22 cũng phản đối điều này. Trong câu này Chúa Jesus đang nói về việc tình trạng sẽ như thế nào vào cuối thời đại. Và Ngài nói rằng tình trạng sẽ rất tồi tệ trong cơn đại nạn. Và sau đó Chúa Jesus nói như thế này: và nếu những ngày đó không được rút ngắn thì sẽ không có xác thịt nào được cứu. Nhưng vì lợi ích của những người được chọn thì những ngày đó được rút ngắn lại. Đó. Vậy chúng ta chú ý đến cái sự giúp đỡ mà những người được chọn, tức là những người đã được định trước đó, họ nhận được những sự giúp đỡ đó. Nhưng mà lưu ý là nếu ngày đó không được rút ngắn lại thì ngay cả những người đó cũng sẽ chối bỏ Ngài. Đó, tức là sao? Tức là trong Kinh Thánh Chúa nói rất rõ là ngay đến những giây phút cuối cùng, ngay đến như trong thời kỳ đại nạn đấy đó, người ta vẫn có thể chối bỏ Chúa. Người ta vẫn có thể dùng cái ý chí tự do riêng của họ để mà họ chối bỏ Chúa. Ngay cả những người mà Chúa đã chọn rồi đó. Đó, thấy không? Thành ra, và đến cái điểm thứ năm là viết tắt bằng chữ P là Perseverance of the Saints, tức là sự kiên trì của các thánh đồ. À, sự kiên trì của các thánh đồ. Có nghĩa là chính những người được Đức Chúa Trời chọn và kéo đến với Ngài qua Đức Thánh Linh sẽ kiên trì trong đức tin. À, tức là những người mà Chúa đã chọn đó thì họ sẽ kiên trì. Không một người nào đã được Đức Chúa Trời lựa chọn sẽ bị hư mất mà họ được an toàn vĩnh viễn. Thì mục sư Jerry nói là tôi không đồng ý với điểm này. Vì cái điểm này nói như thế này là bạn không thể bị hư mất. Bạn không thể xuống hàng ngục nếu mà bạn đã được định trước. Trong khi Kinh Thánh dạy rằng người tin Chúa có thể bước đi bằng ý chí tự do của họ. Đó. À, rất nhiều những câu Kinh Thánh ở đây được ghi ra. Trong khi đó thì thuyết Arminian nói rằng mọi người nhận được sự cứu rỗi như một hành động theo ý chí của họ, và họ cũng có thể đánh mất sự cứu rỗi đó như một hành động theo ý chí, tức là theo cái quyết định của họ đó, by their will. Và tôi tin rằng điều đó dạy rõ ràng trong Kinh Thánh. Gia-cơ chương 5 câu 19-20: thưa anh em của tôi, trong anh em nếu có ai lầm lạc cách xa chân lý và có người khác đem họ trở lại, thì phải biết rằng ai đem một tội nhân từ con đường lầm lạc trở lại là cứu linh hồn người đó khỏi sự chết và che lấp vô số tội lỗi. Tại sao? Bởi vì người đó chọn quay trở về với Chúa. À, thành ra là trong suốt cuộc đời chúng ta, khi chúng ta theo Chúa đó, Chúa luôn luôn cho chúng ta có cơ quyền tự do chọn lựa. Đó, đúng không? Chúng ta luôn luôn có quyền tự do chọn lựa, chứ không phải là sau khi chúng ta tin Chúa rồi chúng ta mất đi cái ý chí đó. Không có. Nhưng mà mọi người, thành ra có những người trong giai đoạn đầu trong đời sống của họ, họ thật sự kinh nghiệm ơn cứu chuộc của Chúa. Nhưng mà sau đó nếu mà họ tiếp tục sống trong tội lỗi, thì họ đã sử dụng cái ý chí của họ để mà họ chọn lựa là họ khước từ tình yêu của Chúa. Thì đối với những người như vậy thì họ sẽ mất sự cứu chuộc. Amen. Thành ra, như tôi đã nói là cái phần mà Mục sư Jerry giải thích về thuyết Calvin đó, nó cũng rất là lợi ích cho chúng ta. Các anh chị có thể về xem kỹ lại đã, để mà hiểu rõ trong này có rất nhiều những cái lẽ, những cái tín lý quan trọng liên quan đến sự cứu chuộc của chúng ta. Amen. Đó. Thành ra đến đây có ai có thắc mắc gì không trước khi chúng ta đi sang cái phần kế tiếp? Thì các anh chị có thể
xem cái bảng dưới này, cái mà so sánh một bên là thuyết của Calvin và một bên là thuyết của Arminian. Đó. Ông Arminian cũng là một nhà thần học trong thế kỷ trước. Đó. Thì cái điều mà chúng ta tin, những người Evangelical Christian ngày nay chúng ta tin đó, thì rất giống với bên Arminian. Đó. Đó. Rất giống với bên Arminian, chứ không có phải là giống với bên Calvin. Thì cái bên Arminian này đó, thì có một cái phần sai của họ đó là cái phần đầu đó là sa ngã một phần, tức là họ tin là loài người chỉ bị sa ngã một phần thôi, chứ không phải là total depravity. Đó. Rồi sự chọn lựa của Chúa đó là có điều kiện, tức là Chúa chọn lựa người ta dựa vào cái sự sự quyết định của mỗi người, chứ không phải là Chúa chọn ai là người đó hoàn toàn không có quyền quyết định gì nữa, không phải như vậy. Đó. Rồi sự chuộc tội vô giới hạn thì chúng ta cũng tin như vậy, tức là qua sự chết của Chúa Giêsu đó là Chúa gánh lấy tội lỗi của tất cả nhân loại, tất cả mọi người, cho dù hiện nay bên ngoài kia có cả bao nhiêu triệu người chưa tin Chúa đó, nhưng mà thật ra đó là tội của họ đã được Chúa gánh rồi đó mà họ không biết. Đó, thấy không? Thành ra cái sự chuộc tội của Chúa là vô giới hạn, là bao gồm tất cả mọi người. Trong khi đó bên Calvin đó, thì nói là Chúa chỉ chịu chết, huyết của Chúa Giêsu chỉ đổ ra để chuộc tội cho những người mà được Chúa chọn thôi, còn những người mà Chúa không chọn đó thì tội lỗi của người Chúa không, huyết Chúa Giêsu không có đền tội cho những người đó. Ok. Rồi ân điển của Chúa có thể cưỡng lại. Đó, tức là mặc dù là Chúa ban ân điển cho chúng ta đó, nhưng mà với cái ý chí của một người, nếu mà người đó vẫn còn say mê tội lỗi, chìm đắm trong tội lỗi, thì người đó vẫn có thể sử dụng ý chí của họ để mà họ khước từ ân điển của Chúa. Đó. Rồi sự cứu rỗi của Chúa đó, có nghĩa là cái chữ mà có điều kiện này đó, có nghĩa là mặc dù là Chúa sẽ không bao giờ Chúa bỏ chúng ta đâu. Ok, cái sự cứu rỗi của chúng ta đó, chúng ta sẽ không có mất sự cứu rỗi bởi vì Chúa lìa bỏ chúng ta, không có. Nhưng mà nó là tùy theo mỗi chúng ta. Có những người sau khi mà tin Chúa một thời gian đã thật sự kinh nghiệm ơn cứu chuộc của Chúa, nhưng mà nếu mà sau này đến một trong giai đoạn nào đó họ bị sự cám dỗ của tội lỗi, họ tiếp tục họ sống trong tội lỗi mà họ không ăn năn, đó, cứ tiếp tục như vậy không ăn năn, mặc dù có những người khác đến khuyên bảo nghe lời Chúa như vậy, nhưng mà họ cứng lòng, và khi đó thì Kinh Thánh cho biết là họ đã khước từ sự cứu chuộc của Chúa. Đó. Amen. Thành ra niềm tin của chúng ta là những người tin lành đó, thì rất giống với cái thuyết của Arminian. Okay. Có ai có thắc mắc, có chỗ nào cần giải thích lại không, trước khi chúng ta đi sang bài kế tiếp? Okay. Mục sư nói lại cái phần của thuyết Arminian đó. Em thấy trong cái phần một có nói là sa ngã một phần, đó là không đúng. Mục sư Arminian. Ok, bây giờ chị đợi chị Uyên đợi chút, để tôi mở cái volume của tôi cho nó lớn hơn chút. Ok, rồi rồi, ok, chị nói lại, chị Uyên nói lại. Dạ, mục sư nói là cái phần niềm tin của mình nó giống với lại Armenian, đúng không mục sư? Chỉ có phần đầu là sai. Tại vì sa ngã là sa ngã hết, chứ không có sa ngã một phần, mục sư ha. Tức là cái phần tâm linh của mình nó hoàn toàn chết. Trong Kinh Thánh miêu tả đó Dạ. là phần tâm linh của mình hoàn toàn chết, không có còn nối kết được với Chúa. Đó. Okay. Ok, rồi bây giờ tôi sang cái bài số 3 ha, là cuộc trao đổi vĩ đại. Okay, cuộc trao đổi vĩ đại. Tức là trong tiếng Anh đó là The Great Exchange, cuộc trao đổi vĩ đại. Thì thứ nhất là chúng ta nói về sự chết về tâm linh. Đó. Thì trong Sáng Thế Ký ghi lại đó là Đức Giê-hô-va truyền phán với con người là con được tự do ăn hoa quả của các thứ cây trong vườn, nhưng về trái của cây biết điều thiện và điều ác thì con không được ăn, vì ngày nào con ăn trái cây đó chắc chắn con sẽ chết. Đó. Rồi câu số 6, chương 3 câu 6 câu 7, khi người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon lại đẹp mắt và quý vì làm cho mình khôn ngoan thì hái và ăn, rồi trao cho chồng đang đứng bên cạnh. Chồng cũng ăn nữa, bây giờ mắt cả hai người đều mở ra và nhận biết mình trần truồng, họ kết lá cây vả làm khổ cha thân. Thì ở trong này thì trong trong tiếng Hebrew đó, khi mà Chúa nói là ngày nào mà con ăn trái cây đó, đó thì chắc chắn con sẽ chết đó, thì trong tiếng Hebrew là có Chúa dùng hai chữ đó là mut mut, có nghĩa là ngày nào ngươi ăn trái cây đó chết, con sẽ chết. Đó, chết hai lần.
Cơ chết thì con sẽ tức là chết về tâm linh rồi sau đó sẽ chết về thể xác. Thì chúng ta thấy điều đó đúng như vậy, là khi mà Adam với Eva ăn trái cây đó xong thì họ vẫn tiếp tục sống mấy trăm năm, nhưng mà cái phần tâm linh của họ đã chết, họ bị tách lìa khỏi Đức Chúa Trời, ra khỏi sự hiện diện của Chúa đó, thì cái phần tâm linh của họ chết. Rồi khi một người chết về tâm linh, tức là tâm linh của họ bị tách lìa khỏi Đức Chúa Trời, khi Adam phạm tội thì tội đó đã tạo ra một cái khoảng cách khổng lồ như một vực sâu ở giữa tâm linh của Adam và Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là thần linh, trong Ngài không hề có tội lỗi, do đó Ngài không thể gần gũi với tội lỗi và Ngài không bị ô uế bởi tội lỗi. Đó. Thì đây chúng ta thấy là cái phần đầu này đó là nói về cái sự chết về tâm linh của tất cả nhân loại, từ Adam cho đến tất cả nhân loại ha. Rồi sau đó thì chúng ta kinh nghiệm được sự tái sinh trong Chúa Giêsu, và đến cái phần số 3 La Mã đó là cái cuộc trao đổi vĩ đại. Và trong này đó, trong cái phần trao đổi vĩ đại này, tôi sẽ đọc một vài đoạn để chúng ta thấy được cái sự quan trọng này. Tôi muốn xuống cái phần C, tức là số 3 La Mã ha, và C trong cái cuộc trao đổi vĩ đại. Chúa Giêsu được sinh ra bởi một người nữ đồng trinh. Do đó, Ngài không bị lây nhiễm chứng bệnh của tội lỗi và sự ngăn cách với Đức Chúa Trời. Đó. Chúng ta biết là loài người, tất cả mọi người được sinh ra đều sinh ra trong bản chất tội lỗi. Đó. Nhưng mà riêng Chúa Giêsu thì Chúa được sinh ra nhưng mà không có bản chất tội lỗi. Tại sao như vậy? Bởi vì Đức Chúa Trời đã có một cái sáng kiến tuyệt vời để mà Chúa Giêsu được hoài thai và sinh ra bởi trinh nữ Mary. Đó. Thì và chính cái điều này mà Kinh Thánh cho biết là ma quỷ hoàn toàn không thể nào hiểu được cái chương trình này của Chúa. Chỉ có Đức Chúa Trời với sự khôn ngoan tuyệt đối của Chúa, Chúa mới nghĩ ra cái cách này. Đó, bởi vì sao? Bởi vì ngay cả y khoa ngày nay đó, người ta nghiên cứu, người ta cũng cũng công nhận một điều đó là như thế này, là cái thai nhi ở trong bụng của người mẹ đó, thì máu huyết của thai nhi đó nó đến từ cái tinh trùng của người cha, nhưng mà máu huyết của thai nhi hoàn toàn không có liên quan, không có đụng chạm đến máu huyết của người mẹ. Đó, ok, không có dính đến máu huyết của người mẹ hết. Đó, do đó mà Chúa Giêsu được sinh ra, được trở thành một cái bào thai ở trong bụng của Mary, không phải qua một cái sự liên hệ xác thịt giữa một người nam và một người nữ. Do đó máu huyết trong cái bào thai của trong trong Chúa Giêsu đó là máu huyết do chính Đức Chúa Trời tạo ra. Đó, bởi vì sao? Bởi vì máu huyết của baby đó, khoa học ngày nay cũng chứng minh đúng như vậy. Máu huyết của thai nhi không có đến từ máu huyết của người mẹ. Đó, thế không? Như vậy đó thì máu huyết của Chúa Giêsu từ đâu mà ra? Nó không phải đến từ một cái tinh trùng của một người nam. Đó, bởi vì nếu mà qua một người nam, có một người người nam đó, có nghĩa là cái tội lỗi đó, cái original sin, cái căn tội đó, cái nguyên tội đó, nó sẽ được truyền sang con cái qua những sự liên hệ của cha mẹ. Đó, qua máu huyết của người cha thì là tội lỗi, bản chất tội lỗi sẽ truyền sang người con. Nhưng mà Chúa Giêsu không có bản chất tội lỗi. Đó, bởi vì máu huyết trong cái thai nhi của trong bụng của Mary đó do chính Đức Chúa Trời tạo ra và đặt vào trong bụng của cô Mary. Okay. Thành ra trong cái chương trình đó của Chúa đó thì Chúa Giêsu được sinh ra mà không có bị cái the original sin, không có bị cái nguyên tội như là tất cả mọi người trên thế gian này sinh ra. Do đó Chúa Giêsu là một con người toàn vẹn, không có tội lỗi. Đó. Chẳng những Chúa Giêsu không có nguyên tội mà trong đời sống của Chúa Giêsu trong suốt 33 năm, Chúa Giêsu cũng không hề phạm tội. Đó. Do đó mà Chúa Giêsu mới trở thành ra một cái của lễ hy sinh toàn vẹn để cứu chuộc nhân loại. Và điều đó có nghĩa là trên thế gian này không có một người nào, cho dù là một người mà có tấm lòng hy sinh như thế nào đến đó, cho dù cái người đó chết trên thập tự giá, cái sự hy sinh người đó không thể cứu chuộc tội lỗi nhân loại được. Tại sao? Tại vì chính người đó cũng có tội của họ mà họ không giải quyết được mà. Thì làm sao mà một người tội nhân mà có thể qua sự chết của người đó mà có thể chuộc tội cho tất cả nhân loại? Thấy không? Chỉ có một cái sinh tế trọn vẹn, không tì vết, không có tội lỗi như là Chúa Giêsu, thì sự hy sinh đó của Chúa Giêsu mới có hiệu hiệu lực là tha thứ tội lỗi của tất cả nhân loại. Amen. Hay là trong cái sự khôn ngoan tuyệt vời của Đức Chúa Trời đó, thì Đức Chúa Trời nghĩ ra một cái cách mà Ngài đã báo trước trong thời cũ qua sách tiên tri Esai là đấng cứu thế sẽ được sinh ra bởi một trinh nữ, một trinh nữ. Thấy không? Đó, thành ra trong chương trình của Chúa thì và chỉ có Chúa mới có thể làm được điều đó.
đó, một tức là một người nữ không có ăn nằm, không có liên hệ tình dục với một người nam nào hết mà lại mang thai đó, thấy không? Thành ra cái thai nhi đó là do chính Đức Chúa Trời tạo ra, và máu huyết của thai nhi đó là một máu huyết do chính Đức Chúa Trời tạo ra, và nó không có bị tiêm nhiễm bởi máu huyết của loài người đó, để mà có cái tội nguyên tội đó, nguyên tội của loài người. Amen. Đó. Thế ra ngài lớn lên và ngài được đầy dẫy Đức Thánh Linh, và khi Đức Thánh Linh khi mà được người dân làm bắt tên. Amen. Rồi chúng ta dở sang trang kế tiếp, trang số 10. Chúa Giêsu đã gánh chịu đúng những hậu quả mà Đức Chúa Trời trong vườn Eden đã tuyên án cho Adam, tức là chết về tâm linh trước, rồi sau đó thì chết về thể xác. Đó, thấy không? Đó, Chúa bảo Adam, một mai ngươi ăn trái của cây này thì ngươi chết, ngươi sẽ chết. Thì Chúa Giêsu thay thế cho nhân loại, thì chính Chúa cũng đã chịu chết về tâm linh, rồi sau đó Chúa chết về thể xác. Chết về tâm linh tức là bị tách lìa khỏi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã đặt tội lỗi của cả thế gian trên Chúa Giêsu, và Ngài trở thành tội lỗi. Ngài bị đóng đinh trên cây thập tự khoảng 6 tiếng đồng hồ, từ 9 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều. Từ 9 giờ sáng cho đến trưa thì Ngài chịu đau đớn và sắp chết. Đến khoảng giữa trưa, bầu trời trở nên tối đen. Sự tối đen đó chính là tội lỗi của cả thế gian, quá khứ, hiện tại và tương lai. Tất cả đều được đem đến địa điểm này, vào thời điểm này, và được đặt trên một người, tức là đặt trên Chúa Giêsu đó. Tội lỗi tối tăm đến nỗi ảnh hưởng đến cả thiên nhiên. Và Chúa Giêsu đã kêu lên: Đức Chúa Trời của con, Đức Chúa Trời của con, sao Ngài lìa bỏ con? Đó. Thì đó là lần đầu tiên từ cõi vĩnh hằng mà Đức Chúa Trời lìa khỏi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nếm trải kinh nghiệm bị hoàn toàn tách lìa khỏi Đức Chúa Trời, tức là nó về phương diện thuộc linh đó, về tâm linh đó. Rồi sau đó thì Ngài chết về thể xác. Ngài đã gánh chịu tội lỗi của chúng ta và hình phạt của chúng ta. Chúa Giêsu đã gánh chịu hậu quả mà Đức Chúa Trời đã tuyên án trên Adam ngày xưa, tức là hai cái chết, tâm linh và thể xác. Ngài đã gánh chịu sự trừng phạt này để chúng ta không cần phải bị trừng phạt. Amen. Đó, cảm ơn Chúa. Rồi chúng ta xuống đến Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 14 15. Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi nghĩ rằng nếu một người đã chết vì mọi người thì mọi người đều đã chết. Đó, tức là ở trong Chúa Giêsu, khi chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu đó, thì khi Chúa Giêsu chịu chết, chúng ta cũng hòa mình trong sự chết của Chúa. Câu số 15. Và vì Ngài đã chết thay cho mọi người, để những người đang sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Đó, đó là cái ý nghĩa của cái bài bài này nè. Đó là gì? Cuộc trao đổi vĩ đại. Đó, cuộc trao đổi vĩ đại tức là sao? Chúa gánh tội lỗi chúng ta. Đó, và Chúa ban lại cho chúng ta sự công chính của Chúa. Thấy không? Đó là một cái cuộc trao đổi. Thấy không? Chúa nhận lấy cái tội lỗi của chúng ta, và chúng ta nhận lấy sự công chính của Chúa. Đó. Và đồng thời cái phần tóm tắt dưới này đó là đó chính là cuộc trao đổi vĩ đại. Chúa Giêsu bảo: Ta đã chết thế cho con, ta chết cho con để con sống cho ta. Amen. Thì đó, khi mà chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu, tiếp nhận ơn cứu chuộc của Chúa đó, thì không phải là Chúa chết cho con để mà con sống theo ý riêng của con. Thì cái đó là cái cuộc trao đổi của Chúa bị phung phí. Đúng không? Nếu mà Chúa đã hy sinh để chịu chết cho chúng ta, mà sau đó chúng ta sống trong tội lỗi, sống sống hoàn toàn theo ý riêng của mình, thì như vậy là cái sự hy sinh của Chúa thì uổng thôi. Nhưng mà cái mục đích của Chúa đó, qua cái sự trao đổi đó, là Chúa ban cho chúng ta sự công chính của Ngài để mà chúng ta sống trong sự công chính đó. Đó, có nghĩa là Chúa nói là: Ta đã chết cho con. Đó, ta chết cho con để cho con sống cho ta. Amen. Để cho con sống cho ta. Amen. Rồi phần chữ K đó cũng trong cái trang số 10 đó, chữ K. Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta trở nên sự công chính của Đức Chúa Trời. À, tức là Chúa Giêsu đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta và tiếp nhận sự trừng phạt của chúng ta trên thập tự giá. Đó, Ngài đã gánh, Ngài đã tiếp nhận từ từ chúng ta, và Ngài ban lại cho chúng ta sự công chính của Ngài và một đời sống mới. Do đó là một cuộc trao đổi vĩ đại. Nó là một cái sự trao đổi. Các anh chị thấy rõ điều đó ha? Cuộc trao đổi vĩ đại. Thì đó, cái điểm quan trọng trong cái bài này các anh chị cần nhớ, đó là cái cuộc trao đổi vĩ đại đó. Trao đổi như thế nào? Đó là chúng ta trao cho Chúa tất cả tội lỗi của mình. Rồi Chúa gánh lấy tất cả những tội lỗi, những sự trừng phạt đó. Xong rồi thì Chúa ban lại cho chúng ta sự công chính của Chúa để chúng ta sống trong sự công chính đó cho Ngài. Đó là cuộc trao đổi vĩ đại. Amen. Đó. Thì sau đó chúng ta trở nên một tạo vật mới của Chúa.
Đó, một tạo vật mới, a new creation. Rồi chúng ta xuống đến cái phần số 6 La Mã ở trang số 11. Số 6 La Mã ở trang số 11 ha. Đó là sự công chính. Ok, sự công chính bởi đức tin. Thì trong cái tuần trước khi mà chúng tôi đến đó, chúng tôi cũng đã giải thích rất là rõ về cái sự công chính này. Amen. Thì chúng ta xuống đến cái phần D. Ok, xuống phần D. Abraham tin Đức Chúa Trời và nhờ đó ông được kể là công chính. Đối với người làm việc, tiền công không được kể là ân huệ, nhưng phải kể là nợ. Đó, do đó chúng ta cảm ơn Chúa là Chúa bởi đức tin của chúng ta mà Chúa kể chúng ta là người công chính. Đó, bởi vì chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu, tiếp nhận Chúa Giêsu thì Chúa ban cho chúng ta sự công chính như vậy. Amen. Rồi, ok, thì tôi chấm dứt cái phần cái bài số 3 đây. Có ai có thắc mắc hay là có chỗ nào cần giải thích không? Cái, trong bài này các anh chị chỉ cần nắm vững cái phần mà cuộc trao đổi vĩ đại. Đó. Cái cuộc trao đổi vĩ đại đó là trao đổi như thế nào? Chúa nhận lấy cái gì và chúng ta nhận cái gì? Chúa ban lại cho chúng ta cái gì? Nên, ok. Rồi, chúng ta xuống đến phần bài số 4. Ok. Bài số 4. Càng lúc chúng ta càng thấy được cái con người thật, con người mới của chúng ta đó. Bây giờ sang tới bài số 4 là con người mới của bạn. Amen. Tức là qua cái sự hy sinh của Chúa này ha. Rồi qua cái việc chúng ta ăn năn thật sự. Đó, rồi qua cuộc trao đổi vĩ đại của Chúa, chúng ta được trở nên sự công chính của Chúa. Thì bây giờ đến bài số 4 đó là chúng ta trở nên một người mới. Như vậy cái con người mới đó của chúng ta đó thì Kinh Thánh miêu tả như thế nào? Chúng ta xuống đến cái phần số 2 La Mã, con người mới của bạn. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới. Những gì cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Tôi tin là phần lớn chúng ta tin Chúa một thời gian chúng ta đều rất quen thuộc với câu này. Câu này là một trong những câu gốc mà nhiều con cái chưa thuộc rồi. Nhưng mà cái câu 16 đó là câu đi trước đó, ghi như thế này. Vì thế, từ nay chúng tôi không đánh giá một ai theo xác thịt nữa. Dù chúng tôi đã từng đánh giá Đấng Christ theo xác thịt, nhưng bây giờ không còn đánh giá Ngài theo cách ấy đâu. Amen. Nếu một người nào đó đã tiếp nhận Chúa Giêsu rồi, thì chúng ta không còn nhìn vào hành vi bên ngoài để nhận xét xem họ có đủ tốt lành hay không, hoặc để xác định xem họ có phải là người tin Chúa hay không. Đó, đó là ý của câu số 16 đó. Okay. Đó là ý câu số 16. Okay. Phaolô, tôi xuống cái phần B. Câu số 1. Phaolô không bảo rằng mọi phương diện của đời sống họ đều toàn vẹn và họ không còn phạm tội hay lầm lỗi nữa. Đó. Chúa Giêsu đã gánh tội lỗi cho họ và đóng đinh những tội đó trên thập tự giá rồi. Con người cũ của họ đã chết rồi. Bây giờ họ có sự sống mới ở trong lòng. Chỉ vì tôi không thấy được tất cả những điều mới đó ở bên ngoài, không có nghĩa là họ không có sự sống mới. Do đó bạn phải dùng đức tin để thấy được điều đó. Do đó chúng ta không nhìn vào xác thịt để xác định xem một người nào đó có được cứu chuộc hay không. Đó, amen. Tại sao? Tại vì những điều mà ở trong tâm linh đó thì mắt 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 trần mắt chúng ta không thấy được. Chúng ta chỉ có thể thấy được những điều bên ngoài, thấy được qua những hành động mà qua thể xác của họ, thấy được một phần qua cái tâm hồn của họ thôi. Đó. Chứ chúng ta không thấy được tâm linh. Do đó chúng ta không thể nào dựa vào những gì bên ngoài để mà chúng ta xác định là cái người này là cái người được cứu hay cái người này không được cứu. Và cái đó chỉ có Chúa mới biết mà thôi. Amen. Bạn có thể xuống đến phần C. Bạn có thể phán đoán phẩm cách của một người dựa vào kết quả trong đời sống của họ, tức là những điều bạn thấy từ đời sống của họ. Tuy nhiên, bạn không thể phán đoán là người đó có được lên thiên đàng hay không. Bạn có thể dựa vào phẩm cách hay là bông trái trong đời sống của họ để quyết định xem mình sẽ tương giao với họ như thế nào và bạn sẽ tin cậy họ đến mức nào. Nhưng với đôi mắt trần của chúng ta, của bạn, bạn không thể nhìn sâu xa đủ để biết được người đó có thật sự được cứu chuộc hay không. Amen. Đó, amen. Rồi chúng ta xuống đến phần D. Đừng chỉ phán đoán dựa vào thái độ, lời nói hoặc hành động của họ, vì có nhiều người vẫn còn sống trong xác thịt và hành động giống như người chưa tin Chúa. Tuy nhiên trong tâm linh của họ thì họ đã có đức tin và đã tiếp nhận ân điển của Đức Chúa Trời. Chỉ một mình Đức Chúa Trời biết là họ có thật sự được cứu hay không. Có rất nhiều người nhìn vào gương soi và không tin rằng mình đã được cứu chuộc. Tại sao? Vì họ nhìn bản thân dựa vào xác thịt. Chúng ta phải nhớ rằng mình được cứu chuộc
không phải dựa vào sự tốt lành của bản thân. Như vậy, tại sao cần phải dựa vào bản thân để duy trì sự cứu chuộc? Tất cả sự vâng phục của Chúa Giêsu đã được gán cho chúng ta, và tất cả tội lỗi của chúng ta đều đã được gán cho Chúa Giêsu. Do đó, phần F, đừng tìm cách xác định xem mình có được Đức Chúa Trời yêu thương, được Ngài tha thứ, được tái sinh, là một tạo vật mới, có được công chính trước mặt Đức Chúa Trời hay không. Dựa vào thái độ, mức độ kỷ luật của mình, lời nói, phim ảnh mình xem hoặc là những điều mình làm. Đó, tức là cái ý của sứ đồ Phaolô trong câu số 16 hồi nãy đó. Câu số 16 hồi nãy đó là: vì thế từ nay chúng tôi không đánh giá một ai theo xác thịt nữa. Cho dù không đánh giá người khác, cũng không đánh giá chính mình dựa theo xác thịt mà thôi, tức là dựa vào những gì bên ngoài, những hành động mà những hành vi như vậy mà thôi. Đó. Nhưng mà xuống phần G, phần G nè, bạn cần phải nhìn thấy chính mình là một tạo vật mới ở trong tâm linh. Nan đề mà nhiều tín hữu đối diện là vẫn nhìn thấy bản thân là một tội nhân đang cố gắng sống như một người công chính. Chúa Giêsu đã đặt một tâm linh mới toanh ở trong bạn, và tâm linh của bạn được nối kết trực tiếp với Đức Chúa Trời, và đó mới chính là con người mới của bạn ngay bây giờ. Amen. Thành ra cái bài này cũng nói về con người mới của chúng ta đó, và cũng nhấn mạnh đến cái phần phần tâm linh của chúng ta, tức là cái phần mà chúng ta đã có sự công chính Chúa ban cho rồi đó. Khi mà chúng ta tin Chúa thì trong giây phút mà chúng ta được tái sinh đó, thì phần tâm linh chúng ta đã trọn vẹn. Chỉ có cái phần tâm hồn và thể xác của chúng ta mới đang trong tiến trình được biến đổi. Thì đó, trong trong cái tiến trình đang được biến đổi đó, mà nếu chúng ta nhìn một người hay là nhìn vào chính mình thì mà chúng ta không 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 chú ý, không biết về cái phần tâm linh của mình đó, thì rất dễ để mà chúng ta rơi vào một cái bẫy của ma quỷ, đó là chúng ta nghĩ như vậy là mình đâu có được cứu đâu. Tại bây giờ mình vẫn còn có những lúc mình phạm tội, có những lúc mình có những sự suy nghĩ xấu xa. Đó, hay là nhìn cái người kia họ cũng có những hành động như vậy thì chắc là họ không được cứu, hay là mình cũng không được cứu. Đó, nhưng mà chúng ta phải biết một điều, đó là phần tâm linh chúng ta đã được trọn vẹn, nhưng mà cái phần tâm hồn và thể xác chúng ta đang trong tiến trình được thánh hóa. Đó, người ta đang trong cái tiến trình được thánh hóa đó, thì chúng ta không thể nào mà chúng ta nhìn vào, dựa vào xác thịt như sứ đồ Phaolô nói. Cho nên từ nay trở đi chúng tôi không hề đoán xét ai theo xác thịt nữa. Amen. Rồi trong cái phần phần số 3, mục vụ hòa giải, thì xuống cái phần C đó. Ok, phần C: nếu bạn đã tiếp nhận Chúa Giêsu thì bạn đã trở nên sự công chính của Đức Chúa Trời trong Ngài rồi. Không phải là tâm linh của bạn đang dần dần trở nên công chính, vì sự công chính là một món quà do Đức Chúa Trời ban cho. Đó, thì đó, cái sự công chính đó của chúng ta nó là một cái sự công chính trọn vẹn do Đức Chúa Trời ban cho ở trong tâm linh chúng ta rồi. Nhưng mà vấn đề đó là trong đời sống chúng ta có thể hiện cái sự công chính đó ra đến cái mức độ như thế nào, đúng không? Tức là cái phần tâm hồn của chúng ta, Chúa muốn đó là chúng ta càng đi với Chúa, học lời của Chúa, cầu nguyện và hợp tác với Đức Thánh Linh đó, thì cái phần tâm hồn của chúng ta, tức là lối suy nghĩ, cảm xúc, hành động, nếp sống của chúng ta dần dần được biến đổi và thể hiện cái sự công chính đó từ tâm linh của chúng ta thể hiện ra. Đó, càng lúc càng giống như Chúa Giêsu. Amen. Đó, do đó mà cái phần tâm linh của chúng ta đó không phải là dần dần trở nên công chính đâu, nhưng mà đã hoàn toàn công chính rồi. Amen. Đó. Phần D: chúng ta chẳng những tiếp nhận món quà của sự công chính, nhưng chúng ta cũng đã trở nên sự công chính của Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu. Amen. Đó. Ok. Tôi xuống phần F: cầu xin chính Đức Chúa Trời bình an thánh hóa anh em một cách toàn diện. Cầu xin tâm linh, tâm hồn và thân thể của anh em được giữ vẹn toàn, không chỗ trách được, khi Chúa của chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ quang lâm. Tê-sô-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 23. Đừng chỉ tập trung vào tâm linh của mình và bảo rằng tôi đã được cứu chuộc rồi, nhưng bạn cũng có trách nhiệm đối với tâm hồn và thể xác của mình nữa. Hãy làm cho cả ba phần là tâm linh, tâm hồn và thể xác được giữ gìn toàn vẹn. Nói cách khác, giờ đây tâm linh của bạn đã có sự công chính của Đức Chúa Trời, thì đời sống của bạn cũng có thể trở nên công chính. Hãy vâng phục Chúa, vì bây giờ bạn có thể làm theo lời Ngài dạy, và bây giờ bạn đã là sự công chính của Chúa rồi. Đó, do đó mà cái câu đó đó có nghĩa là Chúa muốn cho chúng ta giữ vẹn cả ba phần này. Phần tâm linh thì đã được vẹn toàn, đã có sự công chính Chúa rồi, nhưng bây giờ đó chúng ta tiếp tục đi với Chúa, tâm trí chúng ta được đổi mới bằng lời của Chúa, rồi Đức Thánh Linh thánh hóa đời sống chúng ta, thì càng ngày chúng ta càng trở nên được sự biến đổi đó của Chúa. Amen. Rồi.
Giờ chúng ta sang đến trang số 15, phần số 5 La Mã. Hãy nhìn bản thân theo cách khác. Hãy nhìn bản thân theo cách khác. Tức là bây giờ đó, chúng ta đã trở nên một người mới trong Chúa rồi đó, thì chúng ta cần phải có một cái nhìn khác về mình. Đức Chúa Trời nhìn vào tâm linh của bạn và nhìn thấy bạn là một người thuộc về Ngài. Chúng ta phải nhớ như vậy. Các anh chị nhớ là khi mà Chúa Jesus nói chuyện với người phụ nữ tại giếng nước tại thành Samari đó, thì Chúa nói trong Phúc Âm Giăng chương 4 câu 23 24, Chúa nói sao? Đức Chúa Trời là thần linh. Do đó ai thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và lẽ thật. Đó, có nghĩa là trong cái sự tương giao giữa chúng ta với Chúa đó, Chúa nhìn vào tâm linh của chúng ta. Đó, Chúa nhìn vào tâm linh của chúng ta, thành ra chúng ta cũng cần phải tập để mà nhìn vào tâm linh của mình. Ok. Đức Chúa Trời nhìn vào tâm linh của bạn và nhìn thấy bạn là một người thuộc về Ngài. Bạn càng nhìn thấy mình là một tội nhân bao nhiêu, thì bạn càng hành động như một tội nhân bấy nhiêu. Càng nhìn vào xác thịt bao nhiêu, bạn càng hành động theo xác thịt bấy nhiêu. Bạn cần phải nhìn bản thân một cách khác. Đó, bởi vì chúng ta đã trở nên một người mới rồi. Chúng ta phải thay đổi cái nhìn của mình về chính mình. Thí dụ, bất luận bạn nỗ lực bao nhiêu để tắm rửa sạch sẽ cho một con heo, thì nó sẽ luôn luôn nhìn thấy nó là một con heo. Và heo thì sẽ hành động theo bản chất của heo. Nhiều tín hữu đã thật sự tiếp nhận Chúa Giêsu rồi, tâm linh của họ đã được biến đổi rồi, nhưng họ vẫn tiếp tục nhìn thấy mình trong xác thịt. Họ bắt đầu nhìn chính mình, hãy bắt đầu nhìn chính mình là sự công chính của Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu. Hãy suy gẫm về điều này, nghĩa là hãy giảng dạy chân lý này cho chính mình liên tục, hết lần này đến lần khác, cho đến khi nó thấm nhuần vào trong tấm lòng của bạn. Amen. Thành ra chúng ta phải nhận biết là trong tâm linh của chúng ta bây giờ là một người mới trong Chúa rồi. Đó, chúng ta không có muốn giữ theo cái lối suy nghĩ cũ nữa, nhưng mà chúng ta phải học tập để mà thấy được cái con người tâm linh chúng ta và suy nghĩ nhìn bản thân chúng ta trong cái nhìn của Chúa. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa nhìn chúng ta là Chúa nhìn vào trong tâm linh, và Kinh Thánh miêu tả chúng ta thì như nào? Kinh Thánh cũng miêu tả con người tâm linh của chúng ta. Đó, amen. Thành ra trong hội thánh chúng tôi đó, nếu các anh chị đã từng đến thăm á, thì trước bài giảng chúng tôi luôn luôn cho mọi người đứng dậy cầm Kinh Thánh và công bố như thế này. Có một số câu, nhưng mà trong đó có ba câu là như thế này: lời Chúa nói tôi là người như thế nào thì tôi là người như vậy, lời Chúa nói tôi có cái gì thì tôi có cái đó, lời Chúa nói tôi làm được cái gì thì tôi làm được cái đó. Tức là chúng tôi đang huấn luyện và nhắc nhở cho mọi người đó là con người thật chúng ta phải nhìn qua cái nhìn của Chúa và qua lời Chúa đó, chứ không phải là chỉ dựa vào những gì mà mình nghĩ về mình, hay là qua cái sự thất bại, sự yếu kém, hay là nhìn vào xác thịt của mình, hay là những điều người khác nói về mình. Những cái điều đó là hoàn toàn sai hết. Nhưng mà Chúa nhìn chúng ta như thế nào? Lời Chúa miêu tả chúng ta như thế nào? Amen. Thì Chúa nói, lời Chúa nói như thế nào? As a man thinks in his heart. Người ta suy nghĩ như thế nào thì người ta sẽ sống như vậy. Đó. Thành ra chúng ta cần phải nhìn bản thân chúng ta theo một cách khác, tức là dựa vào lời Chúa. Đó. Chúng ta xuống đến phần số 6. Sự thông công và tương giao khác với mối liên hệ. Thông công và tương giao tức là cái fellowship. Đó. Kinh Thánh nói về cái fellowship, sự thông công giữa chúng ta với Chúa. Nhưng mà đồng thời, Kinh Thánh cũng nói về cái relationship, cái mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa. Nó khác nhau. Và khi mà chúng ta phân biệt được cái điều này đó, nó sẽ giúp chúng ta rất nhiều. Ok, chúng ta xem ở đây. Phần A ha. Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà công bố cho anh em để anh em có được sự tương giao với chúng tôi. Còn chúng tôi vẫn có sự tương giao với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Chúa Jesus Christ. Đó. Câu Kinh Thánh này viết về sự tương giao, tức là thông công, tức là cái fellowship giữa chúng ta với Chúa. Đó, câu số 6. Nếu chúng ta nói mình được tương giao với Ngài mà vẫn bước đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không làm theo chân lý. Đó, amen. Bởi vì Đức Chúa Trời không thể tương giao hay là thông công với tội lỗi. Trong câu này, lời Chúa nói về sự tương giao và cho biết rằng hành động của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến mối tương giao, tức là cái fellowship với Chúa. Đó, có một sự khác biệt giữa mối liên hệ, tức là relationship với Chúa, và sự tương giao hay là sự thông công, tức là fellowship với Chúa. Chỉ vì hành động của bạn không ảnh hưởng đến mối liên hệ giữa bạn và Chúa, không có nghĩa là hành động của bạn sẽ không ảnh hưởng đến mối tương giao giữa bạn với Ngài. Nếu bạn bước đi trong sự tối tăm và bạn bảo rằng mình có mối tương giao với Chúa, tức là bạn nói dối và không sống theo chân lý. Câu số 9. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính. Thì cái chữ chúng ta này đó là nói về những người tin Chúa. Vì sau khi bạn trở thành một cơ đốc nhân, bạn vẫn còn phạm tội. Và khi bạn phạm tội thì mối tương giao,
tức là cái fellowship giữa bạn với Chúa bị gián đoạn. Khi bạn xưng nhận tội và tiếp nhận sự tha thứ của Chúa, thì mối tương giao đó, fellowship đó được phục hồi. Trong khi đó, mối liên hệ, tức là relationship giữa bạn với Chúa không bị cắt đứt, chỉ có tương giao bị cắt đứt mà thôi. Đó, amen. Tức là sao? Tức là không phải là khi mà chúng ta thấy đứa con chúng ta nó làm cái gì đó sai, cái chúng ta từ nó, chúng ta ra tòa, chúng ta nói là tôi từ con, bây giờ đứa này không phải con của tôi. Tức là chúng ta cắt đứt cái relationship. Thì Chúa cũng vậy, chúng ta vẫn là con của Chúa. Mặc dù cái lúc đó chúng ta phạm tội, nhưng mà chúng ta vẫn là con của Chúa. Xuống đến phần D, nếu bạn là cơ đốc nhân và bạn phạm tội, thì bạn sẽ vẫn lên thiên đàng với Chúa Giêsu. Bạn không mất sự cứu chuộc của mình, vì sự cứu chuộc của bạn là do Chúa Giêsu ban cho bởi ân điển. Ngài đã làm trọn mọi sự đòi hỏi công chính của luật pháp để ban cho bạn ơn cứu chuộc. Và bạn đã tiếp nhận ơn cứu chuộc bằng đức tin. Bạn sẽ không mất ơn cứu chuộc một cách tình cờ. Bạn cũng không mất ơn cứu chuộc vì lầm lỗi. Tức là cái sự cứu chuộc mà chúng ta tiếp nhận từ nơi Chúa, chúng ta sẽ không mất, giống như là chúng ta mất một cái chùm chìa khóa. Chúng ta lỡ ý, chúng ta quên, chúng ta đánh mất chùm chìa khóa. Hoặc là có những lúc mà chúng ta yếu đuối, chúng ta sa ngã, chúng ta phạm tội. Thì không phải bởi vì một cái sự sa ngã nhất thời phạm tội như vậy mà chúng ta mất sự cứu chuộc. Nhưng mà trong một cái bài khác mới chúng ta học về 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 vấn đề sự cứu chuộc đó, thì chỉ có khi nào mà chúng ta sử dụng cái ý chí của chúng ta mà chúng ta tiếp tục, cứ tiếp tục đi trong tội lỗi như vậy, mặc dù Đức Thánh Linh cáo trách, người khác khuyên bảo, lời Chúa dạy như vậy, mà chúng ta cứ nhất định đi trong tội lỗi, đó là khi đó chúng ta dùng cái ý chí của chúng ta để chúng ta khước từ Chúa, thì khi đó chúng ta mới mất sự cứu chuộc. Nhưng mà nếu trong lòng chúng ta vẫn ăn năn tội, vẫn đến với Chúa, nhờ cậy nơi Chúa, thì Chúa sẵn sàng tha thứ cho chúng ta, và cái mối liên hệ, cái relationship giữa chúng ta với Chúa vẫn vững vàng. Amen. Đó. Rồi, bây giờ các anh chị giờ sang trang số 16. Phần E, xác thịt của bạn sẽ bày tỏ mức độ của mối tương giao giữa bạn với Chúa. Bạn không bước vào gia đình Chúa bằng cách làm đủ những việc tốt lành. Và bạn cũng không ở lại trong gia đình Chúa bằng cách làm đủ những việc tốt lành. Tuy nhiên, tội lỗi của bạn sẽ ảnh hưởng đến mối tương giao giữa bạn với Chúa. Do đó, nếu bạn muốn có một đời sống tốt đẹp, thì chẳng những bạn muốn có mối liên hệ với Ngài, nhưng bạn cũng muốn có mối tương giao với Ngài nữa. Amen. Là cái câu này nhắc nhở chúng ta đó, không phải vì vậy mà chúng ta xem thường tội lỗi, chúng ta tha hồ, phạm tội, không phải như vậy. Nhưng mà chúng ta muốn duy trì cái sự tương giao với Chúa. Đó, amen. Là bởi vì bất cứ khi nào mà chúng ta mất đi cái sự tương giao với Chúa, mất đi cái fellowship với Chúa đó, thì đời sống chúng ta sẽ bắt đầu có những sự lo âu, có những sự buồn bã, những sự không có vui, rồi thì những cơ hội mà ma quỷ nó tiếp tục nó tấn công chúng ta, đời sống sẽ khổ sở. Do đó mà chúng ta muốn giữ vững mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa, đồng thời sự tương giao giữa chúng ta với Chúa. Bạn không thể đối xử tệ bạc với người khác, đồng thời tương giao với Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài không đối xử tệ bạc với người khác. Amen. Thì đến giờ này chúng ta cùng đọc lớn tiếng với nhau, chung với nhau ha. Cái phần công bố ở đây, phần chê đó, phần chi đó, chúng ta cùng đọc chung với nhau nha. Ok. Theo lời Kinh Thánh, Đây là Kinh Thánh. tôi là Tôi sự là công công chính của chính Đức Chúa của Trời. Đức Chúa Trời. Tôi được Đức Tôi Chúa được Trời Đức chấp Chúa Trời nhận. chấp nhận. Ngài yêu thương Ngài yêu tôi. thương tôi. Tâm linh tôi được Tôi được tẩy tẩy sạch sạch khỏi tội khỏi lỗi tội lỗi. và khỏi mọi gian ác. Đức Chúa Trời nhìn tôi xuyên qua xác thịt của tôi, xuyên qua những yếu đuối, xuyên qua những trói buộc, những thiếu sót và thái độ xấu của tôi. Ngài nhìn vào tâm linh đã được tái sinh, được làm cho công chính và là một tạo vật mới của tôi. Những sự cũ đã qua đi. Tôi là một phần trong gia đình của Ngài. Ngài công nhận tôi là người thuộc về Ngài, thánh khiết và trong sạch đời đời. Tôi được như vậy là nhờ ân điển của Ngài, không phải bởi sự vâng phục của tôi, nhưng nhờ sự vâng phục của Chúa Giêsu. Tôi là sự công chính của Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu. Đó không phải là sự công chính của tôi, đó là sự công chính của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã ban cho tôi. Do đó, bây giờ đó là sự công chính của tôi. Tôi là một người mới. Tôi không phải là một tội nhân. Trước đây, tôi là một tội nhân đã được cứu chuộc bởi ân điển. Nay, tôi không còn là một tội nhân nữa, nhưng tôi là một cơ đốc nhân. Tôi có sự công chính của Đức Chúa Trời. Và do đó, tôi sống một cách công chính. Tôi bước đi trong sự công chính. Tôi trò chuyện trong sự công chính. Và tôi vâng phục Đức Chúa Trời vì con người tâm linh của tôi là một phần của Ngài. Tôi đã được tự do khỏi tội lỗi. Tôi là một người mới. Tôi có một khởi đầu mới.
đời sống tôi sẽ không bao giờ giống như cũ. Tôi không còn nhìn chính mình theo bề ngoài. Tôi nhìn vào trong lòng. Tôi nhìn vào con người tâm linh của tôi. Tôi được Đức Chúa Trời chấp nhận bởi ân điển của Chúa Giêsu và bởi dòng huyết của Ngài. Tôi trong sạch. Tôi được tha tội. Tôi có thể ngẩng đầu lên cao và nở một nụ cười trên gương mặt vì Cha Thiên Thượng của tôi mỉm cười với tôi. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Rồi bây giờ đó thì chúng ta cũng không còn nhiều thời gian. Bây giờ tôi muốn đi nhanh cái bài cuối cùng. Bài số 5 là bài nhìn trong gương. Bài này cũng cũng rất rất là hay và khá dài. Ok, tôi sẽ đi nhanh qua cái bài bài số 5 là bài nhìn trong gương. Amen. Tức là sau khi mà chúng ta biết về các con người mới của mình rồi đó, thì chúng ta cần phải nhìn vào trong gương, bởi vì khi chúng ta nhìn trong gương, chúng ta lại càng nhìn thấy rõ cái con người mới của chúng ta hơn, là nhìn thấy rõ cái con người tâm linh của mình. Đó. Thành ra phần thứ nhất đó là tin chắc vào sự cứu chuộc của mình, tức là Chúa muốn cho chúng ta tin chắc một cách vững vàng, đó, có một cái sự tin chắc là mình là người được Chúa cứu chuộc, mình thuộc về Chúa, đó, mình được Chúa chấp nhận rồi. Amen. Rồi sang đến phần số 2 là nhìn vào luật pháp toàn hảo đem lại sự tự do. Amen. Gia-cơ chương 1 câu 22 đến 25 ghi như thế này: Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ và lừa dối mình. Vì nếu người nào nghe lời mà không làm theo thì giống như người kia soi mặt mình trong gương, ngắm rồi bỏ đi và quên ngay mặt mình như thế nào. Nhưng người nào xem xét kỹ càng luật pháp toàn hảo đem lại tự do này và bền tâm suy xét, không phải chỉ nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật pháp đó thì sẽ được phước trong công việc mình. Amen. Cảm ơn Chúa. Thì ra trước hết là chúng ta thấy là cái đoạn Kinh Thánh này, ví Kinh Thánh dùng hai cái hình ảnh để ví lời của Chúa. Lời Chúa thứ nhất là gương soi mình trong gương, tức là khi chúng ta đọc Kinh Thánh đó, thì giống như là chúng ta soi mình ở trong gương chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta ở trong nhà chúng ta, trước khi chúng ta đi ra ngoài đó, chúng ta thường soi gương, đúng không? Và khi chúng ta nhìn vào trong gương thì chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy chính mình đó, thấy cái hình dạng của mình đó, tóc tai rồi quần áo của chúng ta như thế nào. Thì y như vậy, Kinh Thánh cũng là một cái gương soi thuộc linh cho chúng ta đó, để mà chúng ta nhìn vào trong gương đó, thì chúng ta thấy được cái con người tâm linh của mình đó. Amen. Và có thể nói là trên khắp thế gian này, tất cả sách vở trên thế gian này, tất cả mọi nơi, chỉ có Kinh Thánh mới cho chúng ta thấy được cái con người tâm linh của chúng ta, con người thật, con người mới, con người tâm linh của chúng ta, tức là cái lý lịch thật của chúng ta như thế nào. Đó là cái gương soi thuộc linh. Và Kinh Thánh cũng 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 được gọi là luật pháp toàn hảo đem lại sự tự do. Amen. Thì đang nghe thì nó có vẻ có một cái sự đối nghịch ở đây, đúng không? Bởi vì khi mà luật pháp đó, thì luật pháp luôn luôn nó đem đến một cái sự trói buộc. Đó, một cái sự trói buộc là bắt chúng ta phải làm thế này, bắt chúng ta phải làm thế kia, chúng ta cảm thấy bị bó buộc. Nhưng mà Kinh Thánh lại là luật pháp toàn hảo, perfect law of liberty. Khi mà chúng ta làm theo luật pháp toàn hảo của Chúa đó, đúng theo cái đường lối của Chúa đó, thì chúng ta mới thật sự kinh nghiệm sự tự do. Amen. Chúng ta sẽ cảm thấy việc làm theo lời Chúa nó nhẹ nhàng, nó đem đến cái sự tự do thật sự cho chúng ta. Amen. Ok, chúng ta giờ sang trang số 18. Trang số 18. Chúng ta xem Luca chương 10 câu 19. Trang số 18 đó, Luca chương 10 câu 19. Này ta đã ban cho các con thẩm quyền để giày đạp rắn, bò cạp và mọi thế lực của kẻ thù ở dưới chân, chẳng điều gì làm hại các con được. Lưu ý rằng Chúa bảo này hay là nhìn kìa, tức là bạn phải nhìn thấy thẩm quyền đó. Vì nếu bạn không nhìn thấy thẩm quyền đó thì bạn sẽ không sử dụng nó. Nếu bạn thấy Satan thò đầu ra để tấn công gia đình của bạn thì bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ sử dụng thẩm quyền của mình để xua đuổi nó. Thành ra cái phần này nhắc nhở chúng ta là chúng ta phải nhìn thấy, nhìn trong gương. Đó. Phải nhìn trong gương thì mới thấy được. Lời của Chúa miêu tả cho chúng ta là Chúa đã ban cho chúng ta có authority, có thẩm quyền để giày đạp trên rắn bò cạp cũng như là mọi thế lực của kẻ thù nghịch. Đó, thành ra chúng ta phải nhìn vào trong gương, phải thấy thì chúng ta mới tiếp nhận và tin và làm theo. Đây là lý do tại sao chúng ta cần phải dành thời giờ để nhìn vào lời Chúa, để cho lời Chúa biến đổi cách chúng ta nhìn thấy chính mình, cách chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Trời và cách chúng ta nhìn thấy kẻ thù nghịch, để chúng ta có thể nắm bắt một cách đúng đắn và chính xác những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Amen. Đó. Thì ra cái phần này cũng nhắc nhở chúng ta là phải phải đọc Kinh Thánh, nhưng mà dùng một cái hình ảnh đó là chúng ta phải nhìn vào trong gương. Kinh Thánh nhìn vào trong gương. Kinh Thánh bảo rằng
Chúng ta là những người đắc thắng bội phần, nhưng chúng ta sống với một tâm trí thất bại vì chúng ta chỉ nhìn vào xác thịt. Chúng ta nhìn vào những thiếu sót của mình và những thất bại trong quá khứ. Đó, nhưng mà cách nhìn đúng đó là để cho lời Đức Chúa Trời đi vào lòng chúng ta. Do đó, hãy thường xuyên nghe lời Chúa và đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Amen. Rồi chúng ta xuống ở dưới này, Galati chương 2 câu 20. Ghi như thế này: Tôi đã bị đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Như vậy, bây giờ không phải là tôi đang bước đi trên trái đất này, nhưng chính Chúa Giêsu ở trong tôi đang bước đi và Ngài sử dụng thân thể của tôi như một bộ quần áo bên ngoài. Đó. Chúng ta đang học về cách là chúng ta đang phải phải nhìn chúng ta theo một cách khác. Bởi vì Kinh Thánh miêu tả chúng ta như thế nào thì chúng ta cần phải nhìn thấy như vậy. Chúng ta nhìn thấy như vậy chúng ta mới bắt đầu tin và sống như vậy. Đó, amen. Thì cái câu Kinh Thánh này đó, Galati chương 2 câu 20 cũng là một câu mà nhiều con cái Chúa đã học thuộc lòng. Đó. À, hiện nay tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Đó. Tức là khi mà chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu, chúng ta identify, chúng ta hòa mình trong sự chết của Chúa. Tức là Chúa đã bị đóng đinh trên thập tự giá thì chính chúng ta cách đây 2000 năm, mặc dù lúc đó chúng ta chưa sinh ra, nhưng mà trong chương trình của Đức Chúa Trời, trong cái nhìn vĩnh cửu của Đức Chúa Trời đã thấy tôi đã bị đóng đinh với Chúa Giêsu trên thập tự giá. Đức Chúa Trời đã nhìn thấy ông Lợi, thấy mục sư Thanh, đã thấy cô Uyên là chị Tuyền, rồi bà mục sư Hải, rồi Christine. Đức Chúa Trời đã nhìn thấy chúng ta. Christine tức là bà mục sư Vân, mục sư Hải đã, rồi Kala Trang. Thì Chúa đã nhìn thấy mỗi người chúng ta cùng với đóng đinh với Chúa Giêsu trên thập tự giá cái đây 2000 năm. Đó. Mặc dù lúc đó chúng ta chưa được sinh ra, nhưng mà ngày nay khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu, tiếp nhận ơn cứu chuộc của Chúa, thì chúng ta đã bị đóng đinh cùng với Chúa Giêsu. Đó. Nhưng mà tôi sống, chúng ta mặc dù bị đóng đinh và chúng ta chết, nhưng mà chúng ta vẫn sống. Nhưng mà không phải là tôi sống nữa, nhưng mà Đấng Christ sống trong tôi. Đó, thấy không? Thành ra chúng ta phải dùng đức tin thì chúng ta mới thấy được điều này. À, phải được dùng đức tin chứ còn hiện giờ chúng ta không có cảm thấy được. Đúng không? Chúng ta không cảm thấy nhưng mà bằng đức tin Chúa Giêsu đang sống trong tôi. Đó. Và hiện nay tôi sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời. Thì cái chữ mà đức tin của Con Đức Chúa Trời, các anh chị gạch dưới cái chữ của. Đó. Bởi vì có nhiều bạn dịch Kinh Thánh đó, họ không dám dịch cái chữ của, mà thật ra trong tiếng Hy Lạp đó, và trong một số bản dịch Kinh Thánh tiếng Anh đó thì dịch là chữ của đó, tức là chúng ta sống trong đức tin của Chúa Giêsu đó, chứ không phải đức tin nơi Chúa Giêsu. Đức tin nơi Chúa Giêsu tức là đức tin của chúng ta đặt nơi Chúa Giêsu đó. Thì nó có một số bản dịch nói là tức là tôi sống trong đức tin nơi Con Đức Chúa Trời. Đức tin nơi Con Đức Chúa Trời thì nó vẫn là đức tin của chúng ta mà chúng ta tin cậy vào Con của Đức Chúa Trời. Nhưng mà trong tiếng Hy Lạp đó, và trong một số bản dịch tiếng Anh đó, là đấy là đức tin, tức là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời. Đúng không? Tức là chính Chúa Giêsu đang sống trong chúng ta, sống qua chúng ta, và chúng ta phải sử dụng đức tin của mình để mà chúng ta mới kinh nghiệm được cái đức tin của Chúa Giêsu, amen, của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài về tôi. Ok. Như vậy bây giờ không phải là tôi đang bước đi trên trái đất này, nhưng chính Chúa Giêsu ở trong tôi đang bước đi và Ngài sử dụng thân thể của tôi như một bộ quần áo bên ngoài. Đó, Ngài đang hành động và khi Ngài hành động, tôi cũng hành động. Như vậy, khi tôi đặt tay trên một người nào đó để chữa lành cho họ, thì Chúa Giêsu đang ở trong tôi. Bàn tay của Ngài ở trong bàn tay của tôi khác nào bàn tay của tôi là cái găng tay của Ngài. Bạn hiểu chứ? Do đó khi bạn đặt tay trên một người nào đó trong danh Chúa Giêsu, thì bạn không phải chỉ thấy bàn tay của mình trên đầu người đó, nhưng bạn phải thấy bàn tay của Chúa Giêsu vì Ngài đang ở trong bạn. Nhưng bạn phải thấy điều đó thì mới được. Amen. Đó, thành ra đó là một trong những cách để mà chúng ta bước đi trong cái thẩm quyền của Chúa. Chúng ta thấy rằng Chúa đang hành động qua chúng ta. Đó. Trong tâm linh, chúng ta giống y như Chúa Giêsu. Nhưng nếu bạn chưa nhìn thấy mình như vậy và điều đó chưa in sâu vào tiềm thức của bạn thì bạn vẫn bước đi trong mặc cảm tự ti. Bạn sống mỗi ngày với tư cách của một người kém cỏi và bạn không có niềm vui của Chúa bởi vì bạn vẫn còn nhìn vào xác thịt của mình. Bạn đã nhìn vào một cái tấm gương sai lầm. Vì bạn thấy mình, đúng rồi, mình đã vấp ngã, mình phạm nhiều lỗi lầm. Nhưng khi bạn nhìn vào luật pháp toàn hảo đem đến tự do, và bạn nhìn thấy mình thật sự là ai,
thì bạn sẽ bắt đầu vui mừng và bước đi trong sự tự tin. Thế nên tâm linh của bạn vốn không phạm tội, chính là nơi Đức Chúa Trời nhìn vào để xác định xem bạn có phải là người thuộc về Ngài hay không. Còn xác thịt của bạn, thân thể của bạn có thể phạm tội, tâm trí và ý chí của bạn có thể chọn những hành động tội lỗi rồi bạn phạm tội. Như vậy, mối thông công giữa bạn với Đức Chúa Trời đã bị gián đoạn vì bạn không vâng lời Ngài, nhưng bạn vẫn ở trong mối liên hệ với Ngài, và mối liên hệ của bạn không dựa vào sự tốt lành của bạn, nhưng dựa vào đức tin của bạn và vào những gì Chúa Jesus đã làm cho bạn. Amen. Và cái đoạn kế tiếp cũng rất quan trọng. Như vậy, việc không phạm tội có quan trọng hay không? Có chứ. Bạn cần phải làm tất cả những gì mình có thể để không phạm tội nữa. À, tức là chúng ta không không xem thường tội lỗi, nhưng mà chúng ta vẫn cố gắng hợp tác với lời Chúa, với Đức Thánh Linh để mà vượt vượt qua tội lỗi, đắc thắng tội lỗi. Kinh Thánh dạy chúng ta một tiến trình mà chúng ta có thể đắc thắng tội lỗi trong đời sống. Bước đầu tiên là nhìn biết con người thật của mình. À, do đó mà các anh chị thấy là chúng tôi luôn luôn ở trong bất cứ cơ hội chúng tôi đó, là chúng tôi đều nói về cái lý lịch con người thật của chúng ta. Bởi vì đó chính là cái bước đầu để mà chúng ta kinh nghiệm sự đắc thắng đối với tội lỗi, đối với những sự cám dỗ. Bước đầu tiên là nhìn biết con người thật của bạn. Vì nếu bạn vẫn nhìn thấy mình là một tội nhân, một con người thất bại, thì bạn sẽ tiếp tục bước đi trong đời sống của một tội nhân và bị tội lỗi quật ngã. Bạn cần phải nhìn thấy rằng đó không phải là con người thật của mình. Đó, vì bạn không còn là một tội nhân nữa, nhưng bạn là sự công chính của Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu. Rồi bạn sẽ bắt đầu tin rằng mình là người công chính và bắt đầu có những cái ý nghĩ công chính, và bạn biết mình sẽ làm điều đúng trước mặt Đức Chúa Trời. Amen. Và nếu bạn bước vào trước ngai của Đức Chúa Trời mà vẫn che giấu tội lỗi trong đời sống, nghĩa là bạn không nhìn nhận tội mình đã phạm, thì chính bạn đã không để cho huyết Chúa Giêsu tẩy sạch tội đó, và mối thông công giữa bạn với Đức Chúa Trời bị gián đoạn. Nhưng khi bạn đến và xưng nhận tội đó, thì luật sư của bạn, tức là Chúa Giêsu đó, lập tức thưa với thẩm phán, tức là Đức Chúa Cha: đúng, người này đã xưng nhận tội của mình. Tội đó đã được bao gồm trong điều khoản của thập tự giá và được tẩy sạch trong dòng huyết. Và thẩm phán, tức là Đức Chúa Cha, ra lệnh: được tẩy sạch, vô tội, được xưng công chính. Đúng không? Không phải là để được cứu chuộc. Đó. Tức là chúng ta làm những điều đó không phải là để được cứu chuộc, nhưng là để được phục hồi trong sự thông công và trong sự trò chuyện giữa chúng ta với Chúa, để chúng ta có thể tiếp tục tiến bước trong cuộc sống và kết quả cho vương quốc bằng quyền năng và sự giúp đỡ của Ngài. Như vậy, mặc dù bạn là cơ đốc nhân, nhưng bạn sẽ không thể đắc thắng trong đời sống nếu mối thông công giữa bạn với Đức Chúa Trời bị gián đoạn. Bạn cần cả hai, đó là sự liên hệ, relationship giữa con với cha, cũng như là sự thông công, fellowship với Chúa. Sự khiêm tốn hạ mình đưa đến sự tha thứ, phục hồi và thông công. Amen. Amen. Okay. Vẫn còn nhiều quá. Amen. Okay. Bây giờ tôi chỉ muốn đi qua cái phần số 3 này thôi. Okay, phần số 3. Okay. Hiểu rõ và phân biệt giữa linh hồn và xác. À, đây là một kinh nghiệm của sứ đồ Phaolô. Răng thứ nhất chương 3 câu 9: ai do Đức Chúa Trời sinh ra thì không phạm tội, vì hạt giống của Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Người ấy không thể phạm tội vì đã được Đức Chúa Trời sinh ra. Amen. Thì đây, cái câu này đó, câu này là một trong những cái câu rất là strong mà một số bạn dịch Kinh Thánh tiếng Việt đó, họ không dám dịch, từ bởi vì họ tôi nghĩ là những người đó họ không có hiểu rõ cái câu này, họ không dám dịch, thành ra họ thêm vô: ai do Đức Chúa Trời sinh ra thì không thể cứ phạm tội. Đó, tức là không thể cứ tiếp tục phạm tội. Đó, tức là vì hạt giống của Đức Chúa Trời ông ấy, người ấy không thể cứ phạm tội. Đó, thêm chữ cứ vào tôi có nghĩa là không thể tiếp tục sống trong cái nếp sống phạm tội. Đó, tức là sao? Tức là họ phải thêm cái chứng cứ vào để mà nó dễ giải thích là như vậy người này không thể nào tiếp tục phạm tội nữa. Nhưng mà thật ra đó, cái động từ đó không phải là cái động từ mà nói liên tục đâu, nhưng mà cái câu này đã nói về cái phần tâm linh của chúng ta. À, chúng ta đang học về cái con người thật chúng ta đó, con người mới chúng ta đó, nhìn vào trong gương soi thuộc linh của Chúa để mà thấy con người mới chúng ta đó. Ai do Đức Chúa Trời sinh ra? Chúng ta là những người được Chúa sinh ra, đúng không? Được tái sinh, được Đức Thánh Linh sinh lại bởi bởi Đức Thánh Linh, tức là được sinh bởi Đức Chúa Trời đó, thì không phạm tội. Đó. Anyone who is born of God does not sin. Nói một cách đơn giản là không phạm tội. Rồi cái câu sau này là vì hạt giống Đức Chúa Trời ở trong người ấy, có nghĩa là the seed of God. Chúng ta đã có cái bản chất của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta rồi. The seed of God. Amen. Trong chúng ta. Có nghĩa là chúng ta có bản chất của Đức Chúa Trời trong cái phần tâm linh của chúng ta. Người ấy không thể phạm tội.
he cannot sin. Tức là cho dù muốn phạm tội cũng không thể phạm tội được. Đó. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là trong đời sống của mình đó là mình có phạm tội và mình có thể phạm tội mà, đúng không? Thành ra cái câu này miêu tả cái tình trạng tuyệt vời, perfect của tâm linh của chúng ta. Trong tâm linh chúng ta không thể phạm tội. Đó. Mục sư cái câu nói à, keep À. on sinning. Đó đó, tức là họ đã diễn giải ra đó. À, họ diễn giải ra bởi vì họ không thể, họ không hiểu được cái câu này. Đó, họ không 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 giải thích được câu này, thành ra họ diễn giải ra như vậy. Nhưng mà trong tiếng Hy Lạp, cái động từ đó đó nó không phải là keep on, không phải là continuous, không phải continuous sense. Đó. Và mà câu này miêu tả là không thể phạm tội, can't, không thể phạm tội. Bởi vì tâm linh chúng ta, bây giờ chúng ta hình dung như, nhớ lại như thế này, chính Đức Thánh Linh ngự ở trong tâm linh chúng ta. Okay. Rồi những câu kinh thánh khác nói là người nào đã kết hợp với Đấng Christ thì trở nên một tâm linh với Ngài. Tức là tâm linh chúng ta đã hiệp một với tâm linh với chính Chúa Giêsu thì làm sao Chúa Giêsu có thể phạm tội được? Tâm linh chúng ta hiệp một với Chúa Giêsu. Rồi những câu khác ở trong Hebrew mà cái lần mà chúng tôi đến đó đó, tôi có đến hội thánh Phúc Âm, tôi có đọc một số câu kinh thánh trong Hebrew là Chúa Giêsu đã làm cho tâm linh của chúng ta được trọn vẹn đời đời. Không phải trọn vẹn trong một vài ngày mà thôi, trọn vẹn perfect forever. Đó, amen. Có nghĩa perfect nó là như thế nào? Không cần phải cải thiện thêm nữa, không phải là tâm linh chúng ta ngày nay rồi chúng ta càng ngày càng tiến bộ cho đến lúc chúng ta lên thiên đàng, không phải. Tâm linh chúng ta ngày nay và tâm linh chúng ta khi lên thiên đàng exactly the same, là một, amen. Thành ra câu này miêu tả như vậy đó. Okay. Cái phần tâm linh của chúng ta nó perfect như vậy, không phạm tội và không thể phạm tội. Đó. Câu này không nói về cái thói quen phạm tội. Đó, thành ra có một số những cái bản dịch bởi vì họ không hiểu về cái phần tâm linh của cái câu này, thì đó họ phải diễn giải ra để cho nó dễ hiểu, để cho họ dễ để mà giải thích đó. Nhưng câu này nói rằng người được Đức Chúa Trời sinh ra thì không có khả năng phạm tội, tức là cái phần tâm linh chúng ta đó họ không thể phạm tội vì được Đức Chúa Trời sinh ra. Nghe nghe như vậy nghe có vẻ không hợp lý. Nếu không hiểu đúng câu này, chúng ta có thể bị mặc cảm tội lỗi. Thân thể của chúng ta được mẹ sinh ra, chúng ta vẫn còn thân thể cũng như tâm trí và tâm hồn trước khi được tái sinh. Khi được tái sinh thì phần nào của chúng ta được sinh bởi Đức Chúa Trời, phần tâm linh chúng ta được sinh bởi Đức Chúa Trời. Hạt giống của Đức Chúa Trời ở trong tâm linh của chúng ta, do đó tâm linh chúng ta không thể phạm tội vì đã được Đức Chúa Trời sinh ra. Đó, hạt giống, the seed of God, hạt giống của Đức Chúa Trời có nghĩa là cái bản chất Đức Chúa Trời đã đặt vào trong tâm linh chúng ta. Amen. Đó. Amen. Thành ra đôi lúc OK, thì xong đó thì giải thích cái chúng ta phải hiểu được cái điều đó thì mới thấy được là sứ đồ Phaolô đó trong cái kinh thánh trong Roma chương 7 đó, trong đoạn kinh thánh này Phaolô mổ xẻ chính mình thành ba phần: tâm linh, tâm hồn và thể xác. Và nếu chúng ta không hiểu rằng ông phân rẽ chính mình để giải thích cho rõ ràng thì chúng ta sẽ cho rằng ông là một người bị điên rồ. He's crazy, đúng không? Tại vì lúc chúng ta lúc thì nói là tôi làm điều này mà tôi không làm điều kia vân vân, nhưng mà thôi chúng ta không có thời giờ, chúng ta xem các anh chị xem kỹ cái đó ha. Amen. OK, tôi xin hơi như vậy chấm dứt ở đây, chấm dứt ở đây bởi vì cũng dài rồi, coi như là một hơn 1 tiếng rưỡi rồi. OK, rồi cảm ơn Chúa. Thành ra tôi nghĩ là các anh chị nhớ là trong khi mà lớp học bắt đầu mỗi tuần các anh chị sẽ nghe một bài này. OK, thì khi mà nghe rồi thì ôn lại cái này, đánh dấu và ôn đi ôn lại thật nhiều lần, bởi vì trong này có những lẽ thật tuyệt vời và nó đem đến cái sự tự do cho chúng ta. Và khi mà chúng ta mà có thể giúp được cho những học viên trong nhóm của mình nhé, để mà họ cũng cũng thấm được cái điều này đó, thì chúng ta đang xây được một cái foundation, một cái nền tảng hết sức là vững chắc. Rồi sau đó chúng ta xây dựng lên thêm những cái bức tường, những cái vách tường, những cái cửa này kia đó hết sức là vững chắc. Amen. Bởi vì những cái bài này giúp cho chúng ta có một cái sự tương giao đúng với Đức Chúa Trời, tương giao đúng với chính mình, đó, và tương giao đúng với những người xung quanh, với những người gần chúng ta, với vợ chồng con cái, anh chị em trong hội thánh. Amen. Đó, OK, tôi xin xin cầu nguyện để chấm dứt rồi thì chúng ta sẽ ra phòng phòng bên ngoài. Không biết là bên ngoài họ đã xong chưa. Amen. Tôi xin cầu Cảm nguyện ơn nha. sư. Dạ, cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha yêu thương chúng con cảm ơn Cha rất nhiều về những bài học này, những bài gây dựng đức tin mà chúng con cũng như là các học viên cũng sẽ cùng nghe, cùng học hỏi và tiếp nhận trong lớp môn đệ hóa cấp 1 này. Chúng con cảm ơn Cha về những lẽ thật tuyệt vời làm biến đổi đời sống của chúng con, và xin xin Chúa giúp để chúng con suy gẫm, áp dụng
và nhìn thấy chúng con là những người mới Ừ. trong Chúa để chúng con bắt đầu walk it out, sống đúng như là ý muốn của Chúa vậy. Do đó chúng con cảm ơn Cha và chúng con cũng chúc phước trên tất cả những anh chị em chúng con là những người sẽ làm những người coach, những người huấn luyện viên cũng như tất cả những học viên sẽ theo học trong cái khóa học lần này để cho trong 8 tuần lễ mà chúng con dành ra cho Chúa thì đến cuối cùng chúng con nhìn lại chúng con cảm ơn Chúa bởi vì đời sống chúng con thật sự được lời Chúa biến đổi, được kinh nghiệm được sự tự do và nhất là chúng con có cái confidence, sự tin chắc khi trong mối tương giao giữa chúng con với Ngài và chúng con cũng bắt đầu có một cái nhìn mới, một cái nhìn rõ ràng, nhìn đúng về con người tâm linh của chúng con dựa vào trong lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Cha rất nhiều. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Rồi sự. chúc mừng Susan có thể stop cái recording ha. Amen.